các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Xuyên đến bộ lạc nguyên thủy Của tác giả Trần Hướng Bắc Biên tập Chiêu Ninh của diễn đàn Lê Quý Đôn Thuộc thể loại Xuyên không, Điền văn, Viễn cổ, Thú nhân Phần 8 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Lâu na xuất hiện, quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng một mâm cẩu huyết lớn. Liễu thư yên lặng không tiếng động ôm tráng, cô mắt sắc trông thấy người, vốn cũng không muốn nhiều lời cái gì nhưng Thi và chinh na càng ầm ĩ càng hăng say tránh cho hai cô ầm ĩ bốc hỏa nói ra lời gì đó không nên nói vẫn nhanh chóng chấm dứt hết thảy mới tốt liễu thư kêu một tiếng này không thể không nói như tiếng sét đánh vang trời bùng nổ làm ba người đều cả kinh ngay tại chỗ sau đó đồng thời xoay người nhìn lại được rồi không biết khi nào thì lâu na tới đây thực rõ ràng đang đứng ở giữa đường trong tay còn bưng một cái giỏ là giỏ mây ngày hôm qua đi thu thập liễu thư bệnh cho các cô ấy, hình như là đến tặng đồ. Lao, lâu na. Ca thi nhất thời ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi cô kêu lớn tiếng, lời nói khẳng định đều bị nghe được. Cô cũng không ngốc, biết việc này tạm thời không thể nói cho cô ấy, nhưng mà không nghĩ tới vẫn là người tính không bằng trời tính, làm sao có thể biết được đương sự đùng đùng chạy đến trước mặt đây, quả nhiên là khóc không ra nước mắt ta cái kia chinh na cũng bị biến cố này cả kinh có lòng muốn nói cái gì ấp úng một lát mới nói ta là đến tìm liễu thư vừa vặn để cho đạt nhĩ dẫn đường cái giải thích này còn không bằng đừng nói ở trong bộ lạc lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết đường sao hơn nữa trên đường cũng sẽ không chỉ có một thú nhân là đạt nhĩ làm sao lại tìm hắn quả nhiên người đầu tiên không tin chính là ca thi cô nàng lập tức quay đầu coi thường hừ một tiếng lạnh lùng nói lừa ai đây cô không biết đường đây cũng không phải ở bên ngoài bộ lạc liễu thư che mặt từ trước thì đã biết ca thi nói chuyện không dùng qua đầu óc hiện tại mới hiểu được cô nàng này có bao nhiêu đơn thuần người ta cũng giải thích rồi mặc kệ thật giả hiện tại trấn an được lâu na mới là nên làm ngươi vừa nói như vậy quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu nếu không biết ca thi người này trong đầu cô chỉ nghĩ là đang trình diễn âm mưu luận rồi. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Lâu Na vốn muốn dịu đi, sau khi Cathy nói xong lời này thì càng trở nên tái nhợt thêm, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Không, không phải như thế. Lâu Na. Rốt cuộc đạt nhĩ làm nam trư chân chính nói chuyện. Hắn muốn nói lại không nói ra tiếng, liễu thư thật sự muốn kinh thường hắn. Trêu chọc người ta còn dám lạm tình, cũng bị đá nhưng đạt nhĩ ăn nói vụng về là tất cả mọi người đều biết đến trong cổ họng chíp chíp nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên nhân vì sao mà vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng đỏ lên trên trán đều ra đầy mồ hôi hoặc nhìn lo lắng khẩn trương không thôi xem ra cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý lâu na nhưng mà vì sao lại thân mật với chinh na như vậy đây lâu na cô là tới tìm ta sao không nhìn ca thi chuyên ngành cản trở quan ánh mắt tới đây liễu thư đi qua nhẹ giọng hỏi a à, ừ là đúng vậy lâu na chỉnh đốn lại tâm tình vừa rồi chợt nghe được người ta nói đạt nhĩ và chinh na đi cùng với nhau cô không tin làm sao đạt nhĩ có thể biến thành người theo đuổi chinh na liền muốn đi qua xem nghe nói bọn họ đi nhà liễu thư nên nghĩ nghĩ vì che giấu mà mượn giỏ bệnh lại đây nếu không vào nhà ngồi một chút liễu thư mời nói không được lâu na lắc đầu cũng không nhìn ba người đạt nhĩ vừa mới nghe được bảy tám phần tuy rằng không có xác minh rõ ràng nhưng mà vừa thấy chính là bộ dạng đạt nhĩ thích chinh na kỳ thực lâu na vẫn có khuynh hướng chút tự ti bộ dạng của mình quả thực không bằng chinh na đạt nhĩ thích cô ấy cũng không có gì đáng trách nặng nề huống chi đạt nhĩ cũng không có xác định rõ tỏ vẻ muốn mình làm bạn lữ của hắn lâu na dáng vẻ tư thế nhận mệnh miễn cưỡng cười vui nói với liễu thư trong giỏ này có chút trứng. Nhưng không phải trứng chim, là ta nhặt được ở trong con sông phía sau bộ lạc. Nói xong đưa tới cái sọt của mình. Hả? Không biết lâu na tới đây dĩ nhiên là tặng đồ, liễu thư vô cùng kinh ngạc, cô nghĩ như thế nào đến tặng đồ cho ta nha? Lần trước A Duy Nhĩ cho ta nhiều trứng chim, hơn nữa ngươi còn dạy ta làm trứng chim như thế nào, ta trở về làm thử ăn rất ngon. Lần này là tới cảm ơn ngươi, ta không có thứ gì tốt, hiện tại biết trứng có thể ăn, ta liền lượng chút tặng cho ngươi. Lâu na cầm giỏ bệnh trong tay đi phía trước đưa tới, bộ dáng liễu thư không nhận thì cô vẫn giữ vậy. Cũng không nói thêm nữa, về sau mọi người đều là hàng xóm láng giềng, đưa chút này nọ đều là nên làm, vì thế lại nói cảm tạ một phen. Liễu thư nhận lấy đồ. Cô nhìn vào bên trong giỏ mây thì trừng lớn mắt, vội ngẩng đầu nhìn lâu na, lâu na đây là trứng chim không quá giống nha. Nói xong nhìn kỹ trứng Lâu Na đưa tới. Lâu Na không rõ chân tướng, có chút không yên, không phải trứng chim sao. Cho nên không thể ăn sao. Âm thầm trách tự trách mình có lòng tốt làm thành chuyện xấu, cho rằng chỉ cần là trứng thì đều được. Cũng không nghĩ tới, nhưng mà trứng này không có độc, Lâu Na trong lòng lo sợ bất an. Biết giọng điệu thái độ của mình làm cho Lâu Na hiểu lầm, Liễu Thư vội lắc đầu nói, không phải, không phải ta chỉ là kỳ quái trứng này cô tìm ở đâu ra liếc mắt một cái thì thấy trong giỏ mây có chừng hai chục quả trứng cũng không giống trứng chim nhưng mà lớn hơn trứng chim gấp đôi nếu lại lớn thêm một chút thì có thể so với một cái trứng đà điểu liễu thư chính là kỳ quái mà thôi phía sau bộ lạc cô chưa đi qua nên phải hỏi một chút không phải là tốt rồi thở gấp không vui lâu na kéo khuôn mặt tươi cười ăn ngay nói thật phía sau bộ lạc chúng ta có một chỗ sông rất lớn mỗi khi đến mùa xuân hạ sẽ có rất nhiều chim chóc nhưng chúng nó đều là chim có thể bơi lội dưới nước đợi cho mùa thu đến chúng nó sẽ bay đi mùa đông thì không nhìn thấy chúng nó những cái trứng này chính là chúng nó sinh ta đã trông thấy một lần khi đó ăn không ngon chỉ biết lượng lên một hai cái nhìn xem hiện tại biết trứng là có thể ăn nên ta để cho a ba mang ta đi lượng không ít trở về nghe xong lời lâu na nói lòng có liễu thư trong ý tưởng vừa biết bay còn biết bơi sẽ không phải là chim nhạn đi lại nói còn di trú thì càng giống nghĩ những cái trứng này có thể là trứng chim nhạn liễu thư an tâm cười nói cái này có thể ăn nhất định có thể ăn cảm ơn cô lâu na lâu na chẳng những mang trứng đến cho cô còn mang đến tin tức tốt như thế cô cũng cao hứng hỏng rồi không có việc gì lâu na cười ngại ngùng nhìn thoáng qua ba người bên kia biểu tình có chút đáng thương. Không đợi Liễu Thư nói cái gì thì đã nói, ta đi về trước, còn phải giúp A Ma nấu cơm nữa. Liễu Thư không tốt ngăn đón, gãi gãi đầu thiện ý nói, ăn xong điểm tâm, có thời gian cùng đi phía sau núi, chúng ta đi tìm trứng này. Ừ ừ. Lâu Na gật gật đầu, cười cười, quay đầu chào hỏi với ba người ca thi chinh na đạt nhĩ, mọi người chậm rãi tán gẫu ta đi trước. Lâu Na phản ứng kịp mình có lòng tốt lại làm thành chuyện xấu, ca thi rất ấy nấy, có lòng muốn bồi thường, nói chút lời nói trấn an. vì thế nghĩ nghĩ nhân tiện nói, không sao cả, thú nhân tốt nhiều mà, chúng ta tìm càng tốt hơn. liễu thư đã tuyệt vọng đối với ca thi, cô tuyệt đối không biết cô nàng hàng này, đầu óc nhất định là bị kẹp cửa. a, à, không đúng nơi này còn không có cửa, đó chính là thời điểm a ma sinh cô nàng ra đã đánh mất đứa nhỏ, cuốn trốn nuôi lớn thế nào lại sinh cái hàng ngốc như vậy không được không cho phép đạt nhĩ cũng sắp điên rồi vốn lâu na trông thấy hết thảy thì hắn đã chột dạ muốn tìm thời gian một mình giải thích một chút không nghĩ tới bị ngắt lời hai ba lần như vậy tình huống này là càng ngày càng không được lạc quan hắn nhìn thân hình đơn bạc của lâu na sắc mặt tái nhợt thú nhân cũng không biết mình có bao nhiêu đau lòng hiện tại ca thi lại đang lửa cháy đổ thêm dầu cho tới bây giờ hắn tính tình tốt lần đầu tiên bạo phát, hung hăng trừng mắt liếc nhìn ca thi một cái. Hắn cũng không quản gì khác cất bước lớn liền đuổi theo cước bộ của lâu na. Mở một tay lớn liền giữ chặt giống cái gầy yếu, cũng không quản lâu na dãy xoay người một cái liền khi người lên bả vai lớn dày rộng. Tiếp theo ở ngay trong ánh mắt trợn tròn của ba người còn lại nhìn theo mà nổi giận đùng đùng rời đi. Ta ngất, thần biến chuyển hả, khí phách trắc lậu trực tiếp bắt đầu bắt người khi người chặn người là đạt nhĩ. Thật là nhìn không ra được nha, che mặt, liễu thư tuyệt đối là sẽ không thừa nhận vừa rồi bộ dạng của đạt nhĩ làm cho cô sống lòng sôi sụp, hai mắt tỏa trái tim. Hiện tại người bị khiên đi rồi, kế tiếp, chật chật, rõ rành rành là tú ân tú ái rồi. Hắn! Hắn thế nào như vậy hả? Ca thi cả mặt ủy khuất chỉ vào bóng dáng đạt nhĩ rời đi, còn hung dữ với mình giống cái đều là được trân trọng, vẫn là lần đầu bị hung dữ, Cathy méo máu. liếc trắng cô nàng một cái, hung dữ với ngươi còn tốt. Ngươi quan minh chính đại cậy góc tường ngay trước mặt thú nhân, liễu thư tin tưởng nếu không phải thi là giống cái mà nói, đạt nhĩ nhất định phải quyết chiến không chết không ngừng với cô nàng này, quả nhiên phá đám hôn nhân là tội ác tày trời. Bởi vậy ẩn tình có giữa Đạt Nhĩ và Chinh Na đều có thể nhìn ra được, thời điểm trước khi đạt nhĩ đi ngay cả cái dư quan khóe mắt cũng chưa cấp cho chinh na liễu thư vẫn quan sát chặt chẽ dám cam đoan hừ hừ thế nào lần này không quyến rũ được thú nhân đi tương đối bị hung dữ đối với ca thi mà nói có thể đã kích đến chinh na càng làm cho cô vui vẻ chinh na vẫn luôn làm người xem cũng không nhiều thêm lời bình liếc mắt khinh bỉ nhìn ca thi xong rồi sau đó một câu cũng chưa thèm phản ứng cô nàng trực tiếp nhìn về phía liễu thư lần này tới đây chính là đến nhìn cô ừm cô rất tốt không tệ nguyện cô và a duy nhĩ thật tốt ca thi vẻ mặt biểu tình gặp quỷ nhìn chinh na chợt nhíu mày chinh na cô lại muốn làm cái gì mới trêu chọc đạt nhĩ chẳng lẽ còn muốn a duy nhĩ hừ hừ kiêu ngạo hừ một cái cô cũng đừng suy nghĩ a duy nhĩ thật thích liễu thư chúng ta qua không lâu nữa sẽ cùng nhau cử hành nghi thức bạn lữ cô thu hồi tâm tư lại đi. Ừm, cảm ơn. Nhìn ta, có gì đẹp mặt mà nhìn, ta có cô cũng có, liễu thư yên lặng phun tào. À, đúng rồi, đến sau núi sao, muốn đi, gọi ta đi cùng, ta cũng muốn nhìn một chút làm thế nào đây, nhà ta cũng không xa, để cho ca thi mang cô đi. Được rồi ta đi đây. Chinh Na nói hai câu hết lời thì ôm cánh tay liếc mắt nhìn ca thi một cái, bỏ xuống ánh mắt khiêu khích thản nhiên bước từng bước nhỏ chạy lấy người bỏ lại ca thi ở tại chỗ nổi trận lôi đình ai ai ngươi xem biểu tình của cô ta đi hừ cô kêu ta dẫn thì ta sẽ dẫn không dẫn theo thì sẽ không dẫn theo sao chinh na đã đi xa căn bản không trả lời cô nàng có lẽ là nghe thấy được mặc kệ không để ý thôi liễu thư xem như có hiểu biết đối với chỉ số thông minh của ca thi hàng này có thể buộc á bì ở trong tay trừ bỏ á bì đối với cô nàng tình sâu thắm thiết ra cũng thật thiệt thòi chinh na nhường cô ấy bằng không cũng khó mà nói xem cô nàng còn muốn nói cái gì liễu thư vội vàng ngăn lại được rồi đừng nóng giận nữa mình thấy hôm nay chính là hiểu lầm đạt nhĩ hẳn là không có quan hệ gì với chinh na nhìn hắn vừa rồi bao nhiêu khẩn trương với lâu na vậy nói cũng không chừng đối với chuyện từng xảy ra ca thi vẫn có bóng ma Liễu Thư bất đắc dĩ lắc đầu, còn muốn khuyên nửa khuyên, nhưng trong cánh mũi có một cổ mùi lạ làm cho ánh mắt của cô không khỏi liền thay đổi, giọng điệu cũng có chút mất tự nhiên, cái kia ngươi ngửi được cái gì không? Cái gì hả? Ca Thi không rõ nhìn xung quanh. Sau đó dùng sức ngửi không khí hai cái, tiếp theo cả khuôn mặt đều nhăn lại cùng một chỗ, Giang Nan nói, thật thối, là cái gì vậy? Không phải cái này. Liễu Thư giọng điệu từ từ vương một ngón tay chỉ vào tiểu lỗ cách trong lòng ca thi đang gặm ngón tay ra vẻ thực ngoan là này vật nhỏ kéo a à, kéo kéo rồi ca thi cũng sắp hỏng mất liễu thư vừa nói kéo cô mới cảm giác được vị thối thật là từ bên này truyền ra lại vừa mò được rồi một đống thật lớn ni mã còn là loãng nữa cô lại không dám động chỉ sợ tả không ổn một cái là rớt ra toàn bộ đến lúc đó gặp tai họa chính là cô mau ôm nó đi nha, hu hu. Giọng của ca thi đều nghẹn ngào, có phải rỉ ra hay không? Cô thật lo lắng. Liễu thư nghẹn cười, ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói, ngươi đừng quên, hôm nay ngươi chính là cam đoan với mình sẽ mang lỗ cách, ăn uống kéo rơi đều do ngươi quản, hiện tại vừa vặn kéo, trở về tắm rửa giúp nó đi. Liễu thư, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Vừa nghe cái này tiếng kêu rên của ca thi liền lớn hơn nữa, van cầu ngươi, trước giúp giúp mình đi. Rốt cuộc là mềm lòng, có lòng muốn giáo huấn cô nàng một chút, nhưng vừa thấy bộ dạng đáng thương của cô ấy thì liễu thư sẽ không tàn nhẫn được. Cô thở dài một tiếng, tiếp nhận lỗ cách kéo bụng không hé răng, ngươi nhanh đi tìm tả và quần áo sạch sẽ, còn có cũng thay đồ cho ngươi đi. Cô cũng không quên cô ấy bị một thân nước tiểu. Nhận được giải thoát, ca thi vung chân bỏ chạy về sơn động, liễu thư thất thật buồn cười, ôm lỗ cách đuổi theo. Sau khi trở về lột sạch sẽ toàn thân tiểu thú nhân, dùng khăn ẩm ướt cho lau toàn thân thay quần áo và tả sạch sẽ cho nó, ôm nó dỗ dành đi vào giấc ngủ. Nhìn ca thi ở một bên đổi xong rồi đi giặt quần áo, trong lòng thoải mái không ít, lại nhìn nhìn tiểu tử trong lòng. Được rồi, vừa nước tiểu lại vừa kéo, cũng đều ở trên thân một người, quả nhiên uy mãnh nhất là nó. đợi thu dọn xong cho lỗ cách, lại giao nó cho ca thi rồi liễu thư mới nhớ tới sáu con thú nhiều lông của mình vẫn còn để ở bên ngoài, hẳn là sẽ không chạy mất đi, vừa rồi nhất thời vội vàng nên đã quên. Cô ảo não vỗ vỗ đầu, vội vàng chạy ngoài nhìn một cái đi, cái sọc vẫn còn, nhìn bên trong, hay thật, sáu con thú nhỏ giờ chỉ còn lại một con, giỏ mây bị phá một cái lỗ cỡ miệng chén. Vật nhỏ còn lại đang rất gian nan chui ra, hai cái chân nhỏ sau một đạp một đạp, xem ra thực vất vả. Liễu thở dài tức giận đến khó chịu, cứ một hồi như vậy đã chạy hết sạch, cô hẳn là nên cảm tạ còn để lại một con cho cô đi, đi cái của khỉ. Cô đang muốn nuôi dưỡng mấy vật nhỏ, là nuôi dưỡng, được cái còn có thể phối giống, giờ chỉ còn có một con. Cô tìm ai đi lai giống đây? Hít sâu một hơi, yên lặng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, đợi trong lòng không quá phập phòng rồi, liễu thư chậm rãi đến sách con còn lại bị tụt ở phía sau. Cô tìm dây da thú, trực tiếp trói gô con thú nhỏ lại, nhất là răng miệng lại cụt lên vài vòng, bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không cắn nát dây lưng này. Vừa rồi sơ ý, chỉ bỏ đi răng nanh và móng vuốt nhọn của mấy con thú nhỏ. Lại đã quên răng hàm khác của chúng nó vẫn tốt. Hơn nữa dùng giỏ dây mây thì cũng không cứng cỏi giống như gậy trúc nên vẫn có thể gặm đứt, huống chi là mấy con cùng nhau tiến hành, thật là vật nhỏ giảo hoạt. Chỉnh đốn tâm tình khóc không ra nước mắt, ném con thú nhỏ bị trói gô vào trong cái sọc thủng, lúc này xem nó chạy thế nào. Xem ra vừa rồi mấy con thú con ở trước khi cô đi ra thì vẫn còn đang chạy ra bên ngoài. Nói vậy mấy con thú con khác cũng chạy không xa. Huống chi từ tối hôm qua trở về vốn không có cho chúng nó ăn, vừa rồi đạt nhĩ còn bẻ hết răng nanh của bọn nó, vừa đói vừa không có sức, có lẽ mấy con thú nhỏ cũng chạy không xa cô nghĩ như vậy thì tìm kiếm ở chung quanh khi nhìn đến một chỗ có dấu vết rõ ràng cô cười cười bước nhanh chạy tới hướng đó không ngoài liễu thư dự đoán mấy con thú con thật sự chạy không xa lần trước bộ lạc vì dự phòng bầy sói nên trồng rất nhiều cây mận gai lúc ấy liễu thư cảm thấy nơi này là xã hội nguyên thủy trắng rết côn trùng chuột kiến không nói giả thú khổng lồ không đề cập tới nhưng sinh vật giống như sói hẳn là không ít cho nên vì bảo hiểm mà cũng trồng hai cây ở ngay tại cửa nhà mình. Không nghĩ tới hiện tại thì có được công dụng, nhìn mấy con thú nhỏ bị vây quấn trong mấy khóm mận gai đáng thương hề hề, mấy con thú con không ngừng rầm rì, Liễu Thư đặc biệt thích trong lòng, một chữ, đáng đời. Vô cùng đắc ý bắt năm tên nhóc chạy trốn trở về, Liễu Thư dựa theo tranh vẽ dạng hồ lô đều trói mấy con thú nhỏ lại. Ban đầu Liễu Thư là muốn mình làm hàng rào rào trắng nuôi mấy vật nhỏ nhưng không nghĩ tới đám thú con không cho cô bớt lo như vậy, vì phòng ngừa phát sinh chạy trốn lần thứ hai, ít nhất trào trắng nuôi dưỡng không thể làm tùy tiện rồi. Dùng tảng đá lót một tầng, mặt trên dùng đầu gỗ hẳn là có thể. Cuối cùng liễu thư vẽ vòng tròn trên mặt đất rồi ra kết luận, dùng tảng đá sẽ không sợ bị chui phá. Nhưng mà tảng đá rất nặng nề. Cô làm không được, vẫn cần thú nhân đến hỗ trợ, tuy rằng mất tinh thần vì mình bất lực, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi còn không bằng vui vui vẻ vẻ dùng mấy người a duy nhĩ giữa trưa đều không trở lại thú nhân săn bắn tính toán tương đương đều là cả một ngày con mồi săn trở về trừ bỏ định kỳ định lượng giao cho một ít bộ lạc cái khác đều thuộc về chính mình mà giao cho bộ lạc là vì cấp cho những ấu tể không có a ba a ma và thú nhân hoặc là giống cái lớn tuổi thân thể yếu nhược có tàn tật từ lúc liễu thư nói một phen lời bàn ở mùa đông làm cho các thú nhân càng tự giác, chỉ là ấu tể thì còn tạm tạm, những thú nhân già và một thân tàn tật vừa cảm động, lại vừa rất khó qua cửa ải ở trong lòng mình, yên tâm thoải mái nhận những thức ăn này. Đối với cái này liễu thư cũng không có biện pháp tốt nào, thú nhân cố chấp cũng là có tiếng, những thú nhân đó cảm thấy mình vô dụng còn lãng phí thức ăn, ấy nấy và khắc sâu trong lòng họ người khác có nói nhiều cũng vô dụng. Nhìn mấy con thú nhỏ này, liễu thư hít mắt, cô muốn nuôi dưỡng cũng không phải tâm huyết dân trào có một phần rất lớn là muốn cấp cho những thú nhân không thể săn bắn một phần hy vọng nếu như nuôi dưỡng động vật có thể thành công thú nhân ở lại bộ lạc là có thể học nuôi dưỡng hơn nữa những thú nhân đó cho dù không có sức chiến đấu nhưng phương diện khác mạnh hơn giống cái nhiều đến lúc đó có thể dưỡng ra thức ăn bọn họ cũng sẽ không cho rằng mình là người vô dụng càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện nghĩ đến mai này Liễu Thư lại vui sướng hài lòng. Cô vốn nghĩ không cho mấy con thú nhỏ ăn để trừng phạt một chút nhưng tâm tư cũng thay đổi, cho chúng nó chút lá cây cỏ xanh. Chúng nó đã cai sữa, có thể ăn mấy thứ này, nhìn chúng nó ăn xong lại trói lại, cần phải theo dõi. Giữa trưa chỉ có Liễu Thư và Ca Thi, còn có tiểu lỗ cách, ba người cơm canh cũng đơn giản, xào thịt lát mỏng lại xào rau dại trứng chim. Lại chưng chén canh trứng cho tiểu lỗ cách bên trong được thả thịt vụn cắt nhỏ, ăn cũng ngon, tiểu thú nhân ăn xong còn thầm thì. Tiểu móng vuốt nắm thì đút hắn không buông, ăn xong một chén lớn canh trứng thịt vụn còn chưa thỏa mãn vương đầu lưỡi liếm môi, còn rất đáng xấu hổ hóa thành hình thú con hổ nhỏ manh làm nũng với liễu thư, chính là muốn được ăn thêm một chút. Nhưng sờ sờ bụng nhỏ của tiểu tử kia, lúc này cũng thật sự không thể ăn nữa. Bằng không lão tử lão nương của ngươi trở về sẽ tính sổ cơm nước xong dỗ lỗ cách ngủ liễu thư suy nghĩ làm chút chuyện chỉ thấy ca thi vẫn vuốt tay mình thì kỳ quái nói tay ngươi làm sao vậy sao vẫn ôm ca thi vẻ mặt buồn bực giặt quần áo thời điểm bị bồ kết cào lấy đau quá à còn để lại máu nữa nói xong thì duỗi móng vuốt của mình đi qua phải không mình nhìn xem liễu thư quan tâm ngồi qua cầm lấy tay cô ấy qua nhìn kỹ đến có nghiêm trọng không đổ máu chảy cỡ nào sao lại tìm bồ kết lớn như vậy nói đến cũng là ca thi không cẩn thận từ lúc liễu thư phát hiện trái bồ kết dần dần mọi người biết được chỗ tốt của nó có thể tẩy rất sạch vết bẩn vì thế rất nhanh trong bộ lạc gội đầu tắm rửa tẩy mau lông đều có thói quen dùng nó mà thú nhân cũng lợi hại không biết tìm ở đâu được cây vừa tạo thành trái thì mang nó về trồng ở tại bờ sông trong bộ lạc nếu thú nhân trở về còn có thể trực tiếp hái hai trái bóp nát tắm rửa rất là thuận tiện bị lỗ cách tiểu một thân nước tiểu còn có thay tả cho lỗ cách ca thi đáng thương bởi vì nhất thời nhanh miệng mà tất cả đều do cô tẩy rửa chỗ của liễu thư có dự trữ trái bồ kết cô lấy mấy trái thời điểm đập bể không chú ý một cái đã bị một góc trái bồ kết cứng trắng cào bị thương lòng bàn tay một miệng vết thương dài hai tấc liễu thư nhìn kỹ xem miệng vết thương đó Yên lòng, may mắn cắt không sâu, máu cũng không chảy bao nhiêu. Cũng không cần lo lắng bệnh uống ván gì đó. Nhưng cô vẫn lấy chút than cho ở trong bếp lò bôi lên cho Cathy, sau đó tìm khối da thú băng bó cho cô ấy, trước đừng chạm vào nước, lành lại rồi nói sau. Ừm. Ngoan ngoãn đáp ứng, Cathy miếm môi, hôm nay mình thật xui xẻo, vừa bị nước tiểu lại bị kéo, ầm ỉ một trận với Chinna còn bị cắt bị thương ngữ khí đó nói có biết bao ủy khuất. Liễu thư nghe mà cười, lại không ngăn cản, quên đi, để cho người ấy phát tiết một chút cũng rất tốt. Mỗi lần dùng trái bồ kết đều phải đập vỡ thật phiền toái, nếu không về sau để cho á bị đập rất nhiều để dành cho mình, khi cần dùng là lấy một chút, cũng không cần khó khăn như vậy. Còn bị thương tay, ca thi lầm bầm lầu bầu, cái gọi là người nói vô tâm người nghe cố ý. Liễu thư nhìn chầm chầm trái bồ kết nheo mắt lại mình cảm thấy cái này có thể làm. Cái gì? Ca Thi hơi hơi trừng mắt to, chợt nở nụ cười, thật đúng có thể, mình còn sợ đập xong không dùng thì nó sẽ bị hỏng mất đó. Nhưng mà hiện tại đã không có trái bồ kết thì làm sao bây giờ hả? Còn chưa có cao hứng xong, Ca Thi liền nghĩ tới sự thật tàn khốc. Trái bồ kết cũng phân theo chu kỳ. Hiện tại là mùa xuân làm sao có thể có kết quả, trong nhà liễu thư vẫn còn là do trước hái vài lần không dùng hết vẫn còn để dành, cũng đã khô quắc còn có thể sử dụng đây. Không giống ca thi ủ rũ như vậy, biểu tình liễu thư cũng chưa thay đổi, kỳ thực có thể giặt quần áo và tắm rửa gội đầu cũng không chỉ có trái bồ kết. Còn có cái khác nữa. Thật sự, đối với liễu thư, ca thi có loại sùng bái mù quáng, nhất là thời điểm cô chuẩn bị làm gì đó, cái này nhất định lại là thứ đồ mới lạ chưa thấy qua lại dùng tốt nên ngay cả hoài nghi và nghi vấn cũng không có, vô cùng cao hứng nói, chúng ta phải làm cái gì nha, ngươi nói đi mình làm. Thấy cô ấy nói như vậy. Liễu Thư rất vừa lòng, Phước cầm yên lặng tự hỏi cũng không quan tâm cô ấy. Ca Thi ngồi ở một bên cũng không thèm để ý, cười hì hì chờ đợi, nghĩ lần này một mình mình tận mắt nhìn thấy Liễu Thư làm thứ tốt, thì cao hứng không ngừng được, nếu như có cái đuôi không biết sẽ vĩnh cao bao nhiêu, rất đắc ý. Liễu thư nghĩ là xà phòng, trong trí nhớ của cô trên quần áo đều là một loại hương vị xà phòng sạch sẽ. Cho nên đợi sau khi trưởng thành lớn lên, cô cũng không thích dùng bột giặt hay nước giặt giặt quần áo, vẫn thích mình cầm xà phòng trong suốt trà sát giặt quần áo. Có trái bộ kết cô đã sớm quan cái ý tưởng xà phòng này không biết đi đâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xà phòng. Liễu Thư không quá hiểu biết phương pháp chế tác xà phòng, chỉ có một lần ở sách giáo khoa có nói sơ sơ bước đầu làm xà phòng. Chủ yếu là nói dầu mỡ tinh luyện sau cùng kết hợp chất kiềm tiến hành phản ứng xà phòng hóa, phương pháp nấu sôi là phương pháp chủ yếu sự xà phòng hóa. Hiện tại cô chỉ nhớ rõ có bao nhiêu đó, cụ thể thì cô không hiểu được, nhưng mà tin tưởng thí nghiệm nhiều hai ba lần thì luôn sẽ có thu hoạch, cô đang lo không có việc gì làm đây, lúc này chuyện đã tới rồi phương pháp nấu sôi là biện pháp sự xà phòng hóa đầu tiên các cô cần một cái nồi xem ra nhìn lại nơi này chỉ có nồi đá nhưng mà ngẫm lại ăn và dùng đều chỉ dùng một cái nồi là rất ám ảnh nhưng thật sự là không có nồi dư thừa đến lúc đó nấu cơm liễu thư thật không dám cam đoan cô còn nguyện ý dùng cái nồi này không dùng nồi nhà mình đi mình có thể cùng ăn một nồi với a lịch đương nhiên nếu ngươi để cho mình tới cọ cơm thì rất tốt Ca Thi cười như tên trộm, Quang Minh chính đại nói ra lời nói mặt dày mày dạng, làm cho Liễu Thư không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng dùng nồi đá nhà Ca Thi, cái nồi đá nhà cô ấy nhỏ hơn một ít, hai người không phí nhiều khí lực đã chuyển được về đây, lấy nồi nhà mình xuống, đặt nồi đá nhà Ca Thi lên. Hiện tại có thể bắt đầu sao? Ca Thi hai mắt sáng long lanh nhìn Liễu Thư, ánh mắt đó, làm cho cô cũng khẩn trương lên. Nâng tay gõ gõ cái trán Ca Thi, cứ gấp như vậy làm cái gì? Sớm rất, đi, chúng ta đi ra ngoài tìm chút đồ. Nói xong thì mang theo khối gia thú rồi ra cửa. Ca Thi không biết làm vật này còn phải đi ra ngoài, thì càng hưng phấn, chân giống như con chó nhỏ như đi theo phía sau Liễu Thư, nói đến bây giờ mình còn không biết ngươi muốn làm gì nữa đâu. Hiện tại mới biết được hỏi, Liễu Thư tương đối không nói gì. Vẻ mặt đều thành cái chữ Cô thở sâu mới bình phục lại, tức giận nói, "Không phải ngươi nói trái bồ kết không dễ dùng sao, như vậy thì chúng ta làm cái dễ dùng thôi." "A, à, là như thế này hả?" Thế nào không phải ăn, tật hóa tổn thương không dậy nổi. Ngữ khí thất vọng là sao lại thế này, Liễu Thư co rút khóe miệng, mình muốn làm kêu là xà phòng. Nếu như có thể làm được là có thể thay thế trái bồ kết trong khoảng thời gian này bồ kết không kết quả chẳng lẽ các ngươi chỉ dùng nước rửa thôi sao, khó chịu muốn chết. Nói cũng đúng. Ca thi gật gật đầu, cũng nghĩ thông, chỉ cần là thứ tốt là được rồi. Huống chi giống cái đều là thích sạch sẽ đương nhiên muốn xử lý tốt. Nghĩ đến Chinh một thân nhẹ nhàng khoan khoái hăng hái. Thì cô âm thầm cắn răng, đến lúc đó chế tạo ra được xà phòng gì đó, nhìn xem cô ta có đi cầu cô hay không, hừ hừ liễu thư cũng không biết ca thi đánh tính toán nhỏ nhặt báo thù đối thủ đâu nếu biết chỉ có thể cấp cho cô nàng cái biểu tình trạng lời chuẩn bị nhiều nhành cây lá cỏ như vậy làm chi có tác dụng với xà phòng kia hả ca thi khó hiểu ông một đống lá cỏ giúp cho liễu thư đi tìm mà hỏi chế tác xà phòng kỳ thực có vài loại duy nhất không biến hóa là sự xà phòng hóa lấy điều kiện hiện tại mà nói liễu thư chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất nếu như có bộ kết mà nói thì cô trực tiếp liền làm dịp xà phòng, ít tốn thời gian và sức lực, đáng tiếc hiện tại thời cơ không đúng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Một loại đơn giản nhất cô từng lướt qua một cái. Chính là loại thường thức cuộc sống nhàm chán này, cái này được ghi lại ở trong đó, trên đó cũng chỉ vài câu ít ỏi, ít nhất là có vài từ mấu chốt, hiện tại duy nhất chính là thí nghiệm. liễu thư có chút ấn tượng duy nhất chính là cho than thêm mở động vật là có thể sinh ra phản ứng sự xà phòng hóa còn có dầu mở thêm chút kìm cô không quá hiểu biết cụ thể nhưng biết chút thứ này thì đã rất tốt rồi mình muốn đốt mấy cái này liễu thư chỉ vào một đống lá cỏ dưới sự cố gắng tìm kiếm của hai người nói a à, vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì Thi khó hiểu chớp mắt hỏi muốn giải thích mà nói còn phải tốn nhiều võ mồm, liễu thư tiết kiệm phiền toái, lắc đầu nói, trước đừng hỏi, ngươi lại đi tìm một ít cỏ cây khô héo, mình trở về lấy đá lửa. Lúc đi đã quên lấy. Đá lửa chính là tảng đá sinh tồn, lửa đối với thú nhân mà nói vô cùng quan trọng, nó có thể nấu chính thực phẩm, xua rét lạnh. Dự phòng mảnh thú Mà đá lửa cũng vô cùng trân quý, cũng không phải là mỗi nhà đều có, càng nhiều là mấy nhà dùng chung, mà trong lò sưởi sẽ thói quen giữ lại mồi lửa cho nên cũng không cần mỗi lần nhóm lửa đều phải dùng đá lửa khối này là thuộc về bản thân a duy nhĩ là thời điểm hắn ra ngoài tìm được có thể làm vật riêng tư dặn dò ca thi một câu liễu thư trở về lấy đá lửa thuận tiện nhìn xem lỗ cách đang ngủ đừng để thức dậy không thấy người lớn ở bên cạnh lại khóc nháo lỗ cách còn đang ngủ say tả cũng khô mát vì suy nghĩ an toàn cho hắn ngủ mà trên giường vây quanh một tầng đệm da thú, tránh cho đứa nhỏ đầu gấu này thức dậy bò loạn rồi ngã xuống. Sau khi cầm đá lửa thì cô vội vàng lại đi trở về. Thế nào, nhiều như vậy đủ đi. Lao đi mồ hôi trên trán, ca thi cười hì hì tranh công nói với liễu thư. Được. Liễu thư buồn cười, đến lúc đó ngươi chính là đệ nhất công thần, nếu là thành công, không bằng để cho ngươi dạy cái này cho nhóm giống cái khác trong bộ lạc đi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ thực thích, thực sự cảm kích ngươi. Biết ca thi thích lấy cái mình biết đến dạy người khác. Liễu thư đầu thả mồi. Cũng không ngoài dự đoán, tiểu giống cái còn kém không có cao hứng vỗ tay, được được, đã như vậy chúng ta cũng nhanh chút, hiện tại đủ, thì đốt đi. Tìm cái mấy cỏ khô làm mồi nhóm lửa, đợi cầm đá lửa đốt lên, lấy lửa dẫn tới chỗ là cỏ cây hai người chất đống mà đốt đống cỏ này cũng không phải toàn bộ đều là cỏ cây khô cũng có ẩm ướt cho nên một đám khói đặt toát ra từ trong đó nhìn thấy lửa cháy biết đây là phải đốt một hồi liễu thư làm tốt biện pháp phòng cháy chung quanh cũng may thời tiết hiện tại cũng không sẽ phát sinh hành vi hỏa hoạn gì cái này còn phải đốt một hồi chúng ta đi về trước đợi lát nữa lại đến liễu thư lôi kéo ca thi nói ừ, xem tình huống xác thực như thế, ca thi đồng ý gật gật đầu, vậy trở về đi. Chờ thêm 20 phút sau hai người lại tới đây, đống cỏ lá đã sớm bị đốt thành tro tàn, chung quanh đều là dấu vết sau đốt cháy, đen tuyền. Khói đặc nơi này đương nhiên khiến cho những người khác trong bộ lạc chú ý, nhưng phần lớn thú nhân lúc này đã đi ra ngoài, mấy giống cái trông thấy đã kêu A sao lớn tuổi đến xem. Thời điểm Liễu Thư và Ca Thi đang thu thập cho thang cất vào trong túi gia thú thì thấy có người đi tới. Liễu Thư Ca Thi, các con làm cái gì vậy đây? Vừa rồi trông thấy nơi này có khói đặc bay lên, có phải cháy hay không? Ở nơi nào? Trong thời tiết mưa dông sẽ có cây bị sấm sét bổ trúng mà bốc cháy, do đó dẫn phát lửa lớn trong rừng cây. Cho nên đối với lửa, các thú nhân là vừa kính vừa e sợ lại hướng tới, rất là mâu thuẫn thấy được nơi đây có khói bốc lên, cũng khẩn trương, nhất là nhìn đến một chút dấu vết đốt cháy. ngượng ngùng, a sao? biết là lửa đã dẫn nhóm giống cái a sao tới đây, liễu thư hơi có ấy nấy, con chỉ là đốt một ít cỏ dại, không có làm cái gì. đúng vậy đúng vậy, chính là nhiều cỏ, nên đốt lâu chút. muốn cấp cho mọi người kinh hỉ, ca thi hát đệm giấu giếm mục đích thật sự của hai người họ, các a sao xem? đều không có cháy hỏng cái gì, không có nguy hiểm. Nhóm giống cái đều ngẩn người, không nghĩ tới là cái lý do này, nhìn nhìn lại, chung quanh xác thực theo như lời ca thi, dấu vết nhóm lửa chỉ có một mảnh đó, vẫn là đất trống. Thật là không có nguy hiểm tổn hại. Lúc này mới từ bỏ, nhưng mà vẫn lời nói thấm thiết dậy vài câu, tiểu hài tử không cần nghịch lửa rồi mới nhất nhất rời đi. Chúng ta lừa nhóm A sao không có việc gì chứ? Ca Thi vẫn có chút không yên, dù sao lần đầu tiên không thành thật nên rất chột dạ. Liễu Thư tự nhiên không có mấy băn khoăn này, chẳng hề để ý, yên tâm đi. Hiện tại là thí nghiệm, còn không có biết được thành công hay không đâu, nếu không được chẳng phải là làm cho người ta cao hứng hụt một hồi. Ngẫm lại cũng đúng, Ca Thi gật đầu, mang theo non nửa bao phân tro, đuổi kịp bước chân của Liễu Thư. Cho nên dụng cụ đều tương đối đầy đủ mọi chuyện đã sẵn sàng, ở bên ngoài bẻ khối gậy gỗ. Cuối cùng nhìn xem thật là không thiếu gì, cô mới cắn răng nhịn đau đều lấy ra mở mình thật vất vả tiếp góp từng tí một, mở động vật cái gì, cũng chỉ vật này thay thế rồi. Còn phải dùng mở hả? Trước không nói liễu thư, ca thi nhìn cũng đau lòng, mở rất hiếm có, tuy rằng mở là dùng thịt để luyện ra, nhưng cũng phải nhìn là cái thịt gì, có thú trên người có rất ít thịt béo nên tinh luyện không được, dùng cái khác không được sao? Nhất định phải dùng mỡ làm cái gì, chẳng lẽ xào đám cho bụi đó? Vốn còn đang đau thịt, cô thấy bộ dạng ca thi thì trực tiếp nở nụ cười, tức thì bị lời của cô ấy nói mà cười khổ không thôi. Liễu thư không nói gì, chẳng lẽ cô nói cùng với cô ấy cái gì là sự phản ứng xà phòng hóa và phương trình hóa học sao? Đó cũng quá hãm hại rồi, cho dù cô nói. Hiểu hay không còn là một chuyện khác, cô vội ho nhẹ một tiếng mới nói, không có biện pháp, nhất định phải dùng. Trước khi cô không có biện pháp rất tốt khác, thì đành phải vậy. Một khi đã như vậy, vậy thì chỉ có thể bất đắc dĩ, tuy rằng đồng ý, Cathy vẫn không cam lòng, đáy lòng cũng âm thầm nói, nhất định phải làm cái xà phòng gì đó ra được, nếu không thật sự là rất thực xin lỗi bao nhiêu mỡ này. Có thể làm rất nhiều ăn ngon đó. Kỳ thực mỡ cũng cũng không cần bao nhiêu, liễu thư đều đã thả mở động lại vào trong nồi cho tan ra, lại đổ ra, đặt ở một bên. Ở dưới ánh mắt trừng lớn của ca thi mà thả chút cho thang vào trong nồi đá nhỏ, lúc này mới bắt đầu trình tự chân chính đây. Trót cho thang vào trong nồi đá nhỏ, liễu thư lại đổ nước tỷ lệ tương đối vào. Làm cho thang chuyển thành như dạng cháo. Khi làm mấy thứ này thì lửa dưới lò vẫn đang cháy ổn định. Ca thi vừa khống chế được thế lửa, một bên ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm động tác của liễu thư, giống như sợ bỏ lỡ mất một động tác nhỏ nào, cắt cao nhìn chằm chằm không rời. Không nhìn ánh mắt mang đến áp lực của ca thi, liễu thư trấn định cầm cây gậy gỗ quấy. Đợi cảm thấy cũng không kém nhiều, thế này ánh mắt mới phóng tới mở hòa tan. Cô nghĩ nghĩ vẫn kiên định gật gật đầu, vương tay lấy qua chậu gỗ chứa mở, đây là sau đó cô để cho A Duy Nhĩ hỗ trợ làm giúp, còn có tay cầm nữa đương nhiên là liễu thư vì dùng tốt tốn rất nhiều tế bào não mới dùng đinh gỗ đính lại được thật ra cũng rất vững chắc cũng chỉ là một cái cái khác sẽ không chú ý như vậy bưng chậu mở để ở bên cạnh cầm thìa múc một muỗng hiện tại liễu thư là một tay ổn định cầm gậy gỗ quấy cháo cho than trong nồi đá nhỏ một tay múc một thìa mở toàn tâm toàn ý làm đợi cháo cho quấy tương đối rồi tay cầm thìa vừa động nghiêng thìa mở rơi xuống cứ như vậy mà nhỏ giọt rơi vào trong nồi cháo than tro. Đối với yêu cầu tỷ lệ việc xà phòng hóa này, Liễu Thư cũng không biết được, biện pháp duy nhất bây giờ chính là thử một chút. Đương nhiên cái này không thể nghi ngờ là biện pháp thuần, nhưng mà cũng chỉ có làm ra như vậy, ngốc thì ngốc đi. Rào rào lại là một nồi báo hỏng, ca thi sụ mặt, cái này cũng không biết là lần thứ mấy người ấy thất bại, liễu thư thí nghiệm vẫn không có thành công cháo tro trong nồi đá cũng vẫn không giống như cô mong muốn mà thành sự xà phòng hóa, chính là một nồi cháo, cũng không có nửa điểm biến hóa. Chờ chờ cũng chỉ có thể đợi cho cháo bị đun cạn, cái gì cũng không có. Liễu thư, không được thì chúng ta sẽ không thử nữa. Nhìn mỡ đã bị dùng phân nữa, cho dù cái này không phải của nhà mình nhưng cô cũng rất đau lòng. So sánh với ca thi, liễu thư càng thất vọng, nghĩ đến lòng tin tưởng gấp đôi đi làm xà phòng, kết quả chính là kết cục thất bại trong lòng không khó chịu mới là lạ từ sau khi tới nơi này cô xuôi gió xuôi nước đến nay thật ra cô đã quên mình chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi bàn tay vàng cái gì quên đi đó là vận khí nổ tung mới có ai thở dài liễu thư lắc đầu giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ không thử thì không thử nữa mình quá tin tưởng bản thân rồi nói xong thì bắt đầu thu dọn hỗn độn chung quanh không đúng không đúng. Thấy liễu thư hiểu lầm, ca thi tràn đầy khẩn trương, chu miệng nói, mình không phải ý tứ này, mình muốn nói, chúng ta làm nhiều thứ đều không được như vậy. Khẳng định xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó. Hôm nay không được, vậy ngày mai, dù sao không có việc gì nhàn rỗi chơi đùa vài thứ cũng tốt. Chỉ là phí mở một chút, ca thi yên lặng nghĩ. Thu dọn mọi thứ xong, nhìn xem trong nồi đá nhỏ đã có thể xác định là cháo cho phế bỏ, trong nồi này bỏ vào không ít mỡ, ca thi luyến tiếc cứ như vậy mà đổ đi, nghĩ nghĩ nói, trước cứ để đó đi, nhìn xem một đêm có biến hóa gì không. Nói cái này đều là nói an ủi, làm sao có thể hiện tại không được, sau một đêm thì có biến hóa chứ, nhưng liễu thư cũng không nói cái gì. Liền đặt nồi đá nhỏ ở một bên không để ý tới, dù sao hiện tại cô cũng lười rửa nồi lúc mãi làm này nọ lại không cảm thấy, giờ dừng lại mới phát hiện sắc trời không còn sớm nữa, nói vậy thú nhân và nhóm giống cái ra ngoài thu thập đều sắp trở lại. Vừa nghĩ như thế, thì phương hướng quảng trường bộ lạc truyền đến từng tiếng hổ gầm, thật là đã trở lại. Bọn họ đều đã trở lại, chúng ta chân đến xem, không biết Y và A Lịch sẽ mang cái thứ tốt gì trở về đây. Trong giây lát thì Cathy đã quăng mất khổ sở không có chế tạo ra xà phòng, hưng phấn đến nhảy lên, làm cho người ta thật buồn cười thật đúng là người thần kinh thô nhưng mà như vậy không hẳn không phải một người hạnh phúc ngươi đi trước đi mình kêu lỗ cách dậy còn phải thay quần áo nữa liễu thư lại không vội vừa rồi mới nhìn thấy lỗ cách thức dậy không biết có phải biết a ba và a ma về nhà hay không nếu vậy quả thật là mẫu tử liền tâm không vội không vội chúng ta cùng nhau mình tới mặc quần áo cho lỗ cách Thi không nên thật sự chạy tới một mình, huống chi hôm nay cô chính là đáp ứng liễu thư phải chăm sóc lỗ cách một ngày. Hiện tại thì càng không thể đi rồi, cầm quần áo bé bé của lỗ cách đến giúp đỡ. Liễu thư cười cười cũng không có ngăn cản, dọn nước tiểu, thay quần áo cho lỗ cách xong, ông nó cùng tiến đến hướng quảng trường bộ lạc. Hai người đi không nhanh, lúc đến nơi đã có rất nhiều người. Giống như ngày hôm qua bọn họ trở về, trận thế rất lớn. Cô nhìn trái nhìn phải. Không có nhìn thấy Đạt Nhĩ và Lâu Na, cũng thấy được Chinh Na, ở cách cô ấy không xa chính là các thú nhân tụ cùng một chỗ. Liễu Thư Liễu Thư và Ca Thi vừa xuất hiện thì hấp dẫn không ít ánh mắt, A à, Duy Nhĩ thì không cần phải nói, vừa về đến thì tâm tâm niệm niệm. Á bị hết sức tán thành, nhớ thương là tiểu giống cái nhà hắn. Bên kia Y và Ô Mang đi cả một ngày lúc này có thể nhớ cục cưng nhà mình cỡ nào thay vì nói chú ý liễu thư không bằng nói là trông thấy tiểu thú nhân nhà mình rất mong nhớ thế nào hả hôm nay có thực nháo người khác hay không yoa vừa tiến đến thì ôm lỗ cách không buông tay hôn mấy cái xong mới hỏi tình huống con trai hôm nay hừ liễu thư không nói ca thi lại chu miệng hừ một tiếng khỏi phải nói tiểu hỗn đảng này nháo chết người yoa cũng không biết ca thi oán niệm thật đúng là nghĩ đến lỗ cách quá ầm ĩ người khác, nhất thời ngượng ngùng, gãi gãi đầu lúng túng nói, như vậy à, mình cũng biết để lại đứa nhỏ là không tốt, không bằng lần sau đi thu thập mình và ô mang tách ra là được, kỳ thực đều là thú nhân, những người khác không có bạn lữ ở bên cạnh cũng rất giỏi. Liễu Thư Liết Ca Thi, cười cười nói, đừng để ý ngươi ấy, hôm nay lỗ cách tiểu lên người ngươi ấy, lại kéo ở trên người ngươi ấy, ngươi ấy mất hứng đó ha ha ha, thì ra là thế. Vừa nghe nguyên nhân, Y Oa liền biết vì sao ca thi oán khí lớn như vậy, thực không phúc hậu cười ha ha, nếu không có ô mang giúp đỡ, thì cô nàng ôm lỗ cách còn kém chút cười ngã rồi. Chung quanh, người khác nghe nói, quay đầu nhìn xem, khóe miệng trong mắt đều là ý cười không thèm che giấu. Ca thi tức giận không thôi đến hừ hừ, còn thực bất mãn trừng mắt liếc nhìn liễu thư một cái, hừ, làm sao có thể nói ra chuyện mất mặt vậy chứ? Cũng biết Ca Thi không có thật sự tức giận, Liễu Thư cũng không lo lắng, đương nhiên cô sẽ không nói. Hôm nay thí nghiệm xà phòng vẫn không thành công, khi trong lòng buồn bực nhìn đến bộ dạng kinh ngạc của người ấy thì tốt hơn không ít. Quả nhiên, hẳn là phải tìm thêm cảm giác cân bằng. Hôm nay thế nào? Nhìn sang chào hỏi A Duy Nhĩ, hắn rút ra con mồi của mình đi rửa sạch lực chú ý của liễu thư chuyển tới chỗ y oa hỏi một chút tình hình chiến đấu hôm nay như thế nào cũng không khác gì các ngươi không có tìm được đặc biệt gì mặc dù y oa nói như vậy nhưng mà một khuôn mặt đỏ bừng nói chuyện cũng đặc biệt hưng phấn thì biết được cô ấy có bao nhiêu thích cái hoạt động ra ngoài thu thập này quả nhiên giống cái từ nhỏ đến lớn trừ phi thú nhân bảo hộ nếu không đều không cho phép ra bộ lạc huống chi là tập thể xuất hành lớn như vậy, làm cho bọn họ đã mới lạ lại mong chờ. À, A Lịch đâu? Ca Thi nhìn trái nhìn phải, không có nhìn thấy A Lịch, nhất thời không vui, cao mày hỏi. Không nghĩ tới Y Oa nghe xong, ngược lại nở nụ cười. Nắm thật chặt cánh tay ôm lỗ cách, cười nói, A Lịch trật chân rồi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của hai người, lại nói, không cần lo lắng, chỉ là lúc đi đường không cẩn thận té vào trong hố hiện tại bên cạnh ngươi ấy có ngải đạt chiếu cố không có việc gì vừa nói tới ngải đạt mấy người hai mặt nhìn nhau trao đổi ánh mắt sau đó từng người hiểu trong lòng mà không nói a lịch tự cho là bản thân mình cẩn thận giấu giếm tâm tư nhỏ rất tốt lại không biết là bộ dạng khác thường của ngươi ấy mỗi một lần gặp được ngải đạt đã sớm làm cho mấy người bạn tốt biết rõ ràng trong lòng cũng chỉ có ngươi ấy còn che giấu thôi hiện tại xem như vậy cũng sắp tu thành chính quả thật đáng mừng a nha cứ theo đà này chúng ta có thể cử hành nghi thức khế ước tập thể rồi trước tiên ca thi nghĩ đến chính là cái này cao hứng nheo hai mắt lại hình như bắt đầu mưu đồ lên nói tới khế ước liễu thư cũng nghĩ đến hình như mình đáp ứng a duy nhĩ đợi đến mùa xuân năm sau thì làm bạn lữ của hắn nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nhắc tới trong lòng Liễu Thư cũng không biết là nên thấy may mắn hay là mất mát. Đến bây giờ cô vẫn do dự. Cảm giác có chút giống như chứng lo lắng trước hôn nhân, nhưng mà a à duy nghĩ cái gì cũng không nói, cô lại bắt đầu nghĩ có phải hắn không muốn hay không, trước mắt là lo được lo mất. Ừ ừ, như vậy rất tốt, đến lúc đó bộ lạc có thể càng náo nhiệt chút. Y oa rất đồng ý gật gật đầu, sau đó lại nói với Liễu Thư, các ngươi cũng còn chưa có nấu cơm đi mỗi lần đều là liễu thư làm, hôm nay đến nhà mình ăn đi, để mình làm, mình cũng học đã lâu rồi, rốt cục có thể thi triển tài năng. Ngươi Ca Thi hoài nghi liếc nhìn cô bạn hai cái, thực không nể mặt nói, ngươi có thể không, đừng đến lúc đó không thể ăn nha. Y tức giận, lấy ra cái tay liền đánh Ca Thi một cái, hí mắt quán hận nói, tốt. Ngươi ghét bỏ thì không ăn là được. Chúng ta cùng nhau ăn còn ngươi ngồi nhìn, nói vậy cũng có thể nhìn no bụng. Thấy mình chọc y oa tức giận, ca thi vội lấy lòng tiếng lên, ai ai, đừng nha, mình nói giỡn thôi, mình tin tưởng y oa hiền lành thông minh làm ra nhất định ăn rất ngon, mình muốn ăn, nhất định phải ăn no ăn no. Ghé vào bên cạnh bạn tốt lượng lờ, vì ăn. Con hàng này quả nhiên là không có bất luận cái tiết tháo và hạng cuối gì. Liễu thư cười tủm tỉm nhìn hai người làm ầm ĩ, cũng không tiến lên, chỉ là nhìn thì thấy rất tốt cuộc sống hiện tại tuy rằng đủ loại không như ý nhưng không hẳn là không phải một loại hạnh phúc người và chuyện chung quanh bao nhiêu thứ mà trước đây có cầu cũng cầu không được ví dụ như a duy nhĩ ví dụ như những bạn thân mật tốt này liễu thư nghe được a duy nhĩ kêu mình liễu thư cũng không lại để ý tới hai người chuyển qua đi tìm người quả nhiên vẫn là chú ý hắn nhất thôi thôi cứ nhận định đi trông thấy A Duy Nhĩ mang theo con mồi xử lý tốt đi tới hướng mình, còn có thú nhân khác đi cùng, Á Bì, Kha Mân. Nô An, còn có một thiếu nữ giống cái. Giác quan thứ sáu của nữ nhân làm cho Liễu Thư chú ý vị thiếu nữ giống cái này nhiều hơn một chút. Bộ dáng 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, một khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thanh tú, tóc dài đến thắt lưng được bệnh chỉnh tề thành cái biếm ở trước ngực. Trên đó tô điểm thêm chút hoa dại hái ở ven đường. Thật ra làm cho thiếu nữ càng thêm thanh lệ. Liễu thư. Các thú nhân chào hỏi, Liễu thư gật gật đầu, cũng chào hỏi từng người, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trên người thiếu nữ từ khi tới đây thì nhìn chằm chằm vào chính mình. "Ha ha, Liễu thư giới thiệu một chút, đây là em gái nông nhi của ta, nó còn chưa có trưởng thành." Nô An gãi gãi đầu. "Đứng ra giới thiệu nói." Hôm nay thu thập nó cũng đi, vừa trở về thôi. Abanoan đã mất, chỉ có một ama và em gái. Hắn làm ca ca rất thương yêu em gái của mình. Xin chào. Liễu Thư cười cười hỏi trước. Nông Nhi chung môi, một lát sau mới nói, ừ, ta gọi là Nông Nhi, còn có qua mùa đông năm nay thì ta đã thành niên rồi. Nói cho cô cái này làm chi? Liễu Thư khó hiểu, nhưng cũng không muốn biết nhiều chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, vậy thật sự là chúc mừng, thời điểm trưởng thành sẽ tặng lễ vật. Liễu Thư cũng chỉ vừa nói như vậy, cô còn không biết, nơi này trưởng thành là rất quan trọng, cũng phải cử hành nghi thức, mà lễ vật cũng là người thân cận đưa tặng. Ta không cần của cô. Nông Nhi một chút mặt mũi cũng không cho mà phản bác ra tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía A Duy Nhĩ ở bên kia từ khi tới đây thì ánh mắt lúc nào cũng không rời khỏi trên người Liễu Thư trong lòng chua chát ta muốn anh a duy nhĩ đưa lễ trưởng thành cho ta lời này vừa ra liễu thư còn không rõ tình huống sao chẳng qua trong lời nói của nữ hài này chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghe ra hàm nghĩa trong đó huống chi cô nàng còn không có bất luận che giấu cái gì mà nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào a duy nhĩ kìa tình cảm trong mắt ai cũng nhìn thấy đột nhiên có loại cảm giác đồ của mình bị người mơ ước không không phải cảm giác hiện tại đang phát sinh. Nô An biến sắc, lôi kéo em gái, em nói nói ngốc gì đấy, thích lễ trưởng thành, anh trai tặng cho em không tốt sao. Nói xong nhìn nhìn biểu tình không có gì thay đổi trên mặt A Duy Nhĩ và biểu tình khó hiểu của Liễu Thư. Cả mặt xấu hổ, nông nhi còn nhỏ, mới trước đây thường cùng nhau đùa với bọn A Duy Nhĩ. Lời này là giải thích cho Liễu Thư nghe. Chẳng những thú nhân có tính chiếm hữu đối với giống cái, ngược lại giống cái cũng giống vậy. Làm anh trai sao lại không biết tâm tư của em gái, thời điểm còn nhỏ A3 bọn họ còn sống có chút chiếu cố đối với anh em A Duy Nhĩ và Ô Mang. Khi đó bọn họ thường chơi chung với nhau, em gái đi theo tựa như cái đuôi. Đến khi A3 hắn mất, trái lại là A Duy Nhĩ và Ô Mang chiếu cố đến một nhà ba người bọn họ, mà dần dần em gái lớn lên cũng đang chậm rãi bắt đầu cảm mến giống cái A Duy Nhĩ cứu trở về Nô An liền muốn gặp, vốn đang kỳ vọng A Duy Nhĩ không có coi trọng người ta, cũng không nghĩ tới. Cuối cùng là lưỡng tình tương duyệt, không ai có quyền đi ngăn cản, càng không thể phá hoại. Nông Nhi là em gái của mình, làm sao Nô An không đau lòng, nhưng có một số việc hắn cũng bất lực, ngăn cản lâu như vậy, vẫn không có khuyên nhủ được em gái. Anh A Duy Nhĩ, anh muốn đưa cho em hay không? Nông Nhi căn bản không để ý tới Nô An, chỉ nhìn A Duy Nhĩ, nói xong thì tiến lên muốn kéo cánh tay A Duy Nhĩ. Giống như trước kia muốn trèo lên trên làm nũng, nhưng mà kỳ vọng của cô ta lại tan vỡ rồi. A Duy Nhĩ nghiêng người một cái tránh khỏi Nông Nhi, khẽ cau mày nhìn về phía cô ấy, "Nông Nhi, lễ trưởng thành của em hẳn là để cho Nô An và a ma của em chuẩn bị, hoặc là bạn lữ tương lai của em, nhưng không phải là anh." A Duy Nhĩ cũng không ngốc làm sao không rõ cảm tình của nông nhi đối với mình nhưng nếu như mà thích hắn cũng sẽ không làm bộ như không biết a ba no An và nông nhi chăm sóc anh em bọn họ a duy nhĩ cảm kích bọn họ đối đãi anh em noan cũng như anh em của mình nhưng tuyệt đối không có cảm tình bạn lữ trong đó làm sao có thể như vậy anh a duy nhĩ nông nhi cũng sắp khóc từ bé thích nhất trừ bỏ anh trai noan của mình thì chính là anh a duy nhĩ Tâm nguyện lớn nhất chính là muốn làm bạn lữ của anh A Duy Nhĩ. Nhìn hắn trưởng thành thì bắt đầu lo lắng, thú nhân sau khi thành niên có thể tìm bạn lữ, thật vất vả mình cũng sắp rồi, chỉ cần một khi trưởng thành là cô có thể khế ước, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có một cái chuyện xấu lớn như vậy. Nghĩ như vậy, nông nhi nhìn về phía giống cái được người trong toàn bộ lạc khen ngợi. Mà quan trọng hơn là A Duy Nhĩ ca ca thực thích, muốn khế ước, hừ, không có xinh đẹp như ta, tóc không có dài như ta, dáng người không tốt như ta, từng cũng chỉ trắng hơn ta một chút, nhưng đây là có thể xem nhẹ. Nhưng lại không trẻ tuổi như ta, còn không có cao như ta, ánh mắt của anh A Duy Nhĩ có bị vấn đề hay không hả? Làm sao coi trọng giống cái khô quắc, muốn diện mạo không có diện mạo? Muốn dáng người không dáng người hả? Liễu Thư cũng không biết trong lòng tiểu giống cái bố trí mình thế nào đâu, nếu như biết được, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị tức giận không thở nổi, thật là một nữ nhân độc miệng. Mọi người tiếp tục, ta trở về trước. Kha Mân không có hứng thú xem trận trò khôi hài này, gật gật đầu với mọi người. Thản nhiên rời đi. Á bị xấu hổ nhìn, cảm thấy mình khó mà nói gì, cười cười khô khan ngượng ngùng, cái kia, mình đi xem ca thi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nông Nhi, đừng náo loạn, A à, Duy Nhĩ đã có bạn nữ thấy có người nhìn qua hướng bên này, Nô An không nghĩ làm cho quá khó coi, hạ giọng nói. Cô cũng thích anh A Duy Nhĩ. Nông Nhi quen tùy hứng, mới mặc kệ anh trai khổ tâm, mắt nhìn chầm chầm vào Liễu Thư, đột nhiên mở miệng hỏi. A Duy Nhĩ có chút không kiên nhẫn, để cho giống cái khác đi tìm đến, hắn cảm thấy đây là tổn thương Liễu Thư, đã bắt đầu bất mãn trong lòng, hắn đang định muốn nói gì, cũng không nghĩ tới từ lúc nông nhi nói chuyện thì liễu thư vẫn không có mở miệng lúc này đã nói đúng vậy ta thích a duy nhĩ ông cánh tay đứng đó bình tĩnh nhìn tình địch nhỏ liễu thư có chút không nói gì vẫn là một đứa nhỏ thôi tuy rằng không phải lần đầu tiên liễu thư nói thích mình nhưng mỗi lần nói ra đều đã làm cho a duy nhĩ cao hứng thật lâu nhất là hôm nay thế nhưng trước mặt thật nhiều tộc nhân nữa thú nhân cao lớn tuấn lãng bắt đầu đỏ mặt lên nếu không phải làn da màu đồng mà nói có lẽ đã có thể trông thấy đỏ ửng cô cô ta cũng thích anh a duy nhĩ hơn nữa đã thích thật lâu nông nhi mới không quan tâm cái khác hơn nữa ở trong mắt bộ lạc nơi này lớn tiếng nói ra cảm tình mới càng thêm chân thành tha thiết cho nên cô ta nửa điểm thẹn thùng cũng không có ta muốn cạnh tranh với cô liễu thư còn không có động tác a duy nhĩ đã đen mặt trước hắn cũng không phải là thứ gì đó để giống cái muốn cạnh tranh tuy rằng trong bộ lạc cũng có thú nhân rất ưu tú được đa số giống cái lựa chọn nhưng hắn cũng không muốn mình đụng phải việc này hắn chỉ muốn ôm liễu thư của hắn sống thật tốt mà thôi như vậy không thể được liễu thư lắc đầu thật đáng tiếc cự tuyệt có người xem náo nhiệt ồ lên bọn họ còn không có đụng phải cự tuyệt cạnh tranh đâu thú nhân là sẽ không mà phần lớn giống cái cũng sẽ không cự tuyệt đối phó khiêu khích liễu thư cảm thấy loại chuyện không đầu óc này cô thật sự không muốn đi làm thời gian của cô rất quý giá không lý do gì lãng phí ở chuyện này hừ cô sợ nông nhi tự cảm thấy mình chiếm được chân tướng ngây ngất cười nhìn liễu thư vậy cô chính là tự động nhận thua nhận thua a duy nhĩ đều giật mình thế nào vừa nói thích mình lại không cần hắn hắn có chút ủy khuất mặt nhăn nghiêm mặt, muốn nói cái gì đó, lại nhìn đến ánh mắt cảnh cáo liễu thư quan tới, thì ngừng lại. quên đi, mình không nói còn không được sao? sờ sờ tim nhỏ không yên, ngồi trở về. không, không phải nhận thua. tại thời điểm đông nhi cao hứng muốn tuyên bố mình thắng, liễu thư vương ngón tay lắc lắc, đặc biệt bình tĩnh chậm rãi nói, ta duy nhĩ không thích cô, mà ta và hắn sắp khế ước, cho nên không tồn tại thắng thua bởi vì hắn đã là của ta. Mọi người ồ lên, khe khẽ nói nhỏ, nói xong thì cảm thấy lời này thật đúng là rất có đạo lý. Sắc mặt nông nhi trắng bệch, chỉ vào liễu thư, tức giận đến nói không ra lời, cô cô, qua, bắt nạt người ta. Tiểu giống cái bị ức hiếp bị khuất khóc lên. Khóe miệng liễu thư co rút mãi, nhìn nông nhi đang khóc lớn, rất là cạn lời, quả nhiên là một đứa nhỏ, còn chưa nói được mấy câu đâu thì đã khóc rồi, giống như thật sự là cô bắt nạt vậy. Thực quan uổng có được hay không? Rõ ràng là ngươi đến khiêu khích trước, có được không, cả đầu hắc tuyến. Được rồi, nông nhi đừng khóc. Nô An cả đầu đầy mồ hôi dỗ dành em gái. Đồ mít ướt, không thắng được thì bắt đầu khóc. Ca Thi nhận được tin tức chạy tới, vừa tiếc núi mình không nhìn được chuyện quá phấn khích, vừa chạy đến bên trong. Nói móc nông nhi, bối dời đừng có không thắng thì khóc nhẹ chứ. Đầu nô an cũng to ra, nhưng mà đối với ca thi quấy rối một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ đến Á Bì. Đáng tiếc Á Bì chỉ có thể cho hắn động tác nhúng vai lực bất tòng tâm, trước đó hắn muốn nhúng tay vào còn không được, huống chi là hiện tại. Nông Nhi khóc lớn, một phương diện nào đó thì làm giống cái từ nhỏ đến lớn đều là được sủng, cho dù đều là giống cái, lại nể mặt cô ta còn nhỏ cũng sẽ không có ai gây khó khăn cho cô ta. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp phải lúng túng do liễu thư gây ra, cũng ủy khuất khóc không nghe ai. Đương nhiên về phương diện khác cũng là muốn A Duy Nhĩ trông thấy thì phải đau lòng cô ta. An ủi một chút. Chẳng qua ý tưởng thì tốt đẹp, sự thật lại không như cô ta dự đoán. A Duy Nhĩ vốn còn rất ủy khuất, nhưng liễu thư nói câu kia thuộc về ta, làm cho hắn sống lòng sôi sụp. Đây quả thực chính là tuyên ngôn, thú nhân còn kém không kích động tiếng lên ôm lấy giống cái mà hổ gầm một tiếng, nhưng nghĩ đến tính tình liễu thư, vẫn là từ bỏ. Chớ chọc nàng mất hứng. Thấy em gái nhà mình khóc nức nở, Nô An vừa đau lòng lại vừa đau đầu, không phải hắn làm anh trai không giúp đỡ em gái, nhưng loại chuyện này làm sao hắn có thể nhúng tay chứ. A à, Duy Nhĩ không thích Liễu Thư hoặc là Liễu Thư không vừa ý hắn thì còn tốt, nhưng mà hai người đều sắp khế ước, vừa rồi còn tuyên ngôn cho nhau kìa, cho dù là cây kim. Cũng không cách nào chen vào, còn tiếp tục như vậy, mọi người đều cảm thấy khó khăn. A à, Duy Nhĩ ngay ngất tỏa bong bóng trái tim màu hồng, chú ý tới Nông Nhi còn đang gào khóc, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên khuyên nhủ, Nông Nhi, em đừng như vậy, em sẽ gặp được bạn lữ tương lai của em, chính là thú nhân đối với em tốt nhất. Cũng là hắn nhìn tiểu giống cái này lớn lên. Hắn không đến mức ý chí sắt đá. Liễu thư chật chật thầm than, quả nhiên, xã hội nguyên thủy thực phóng khoáng, nếu là người hiện đại thì lúc này nên khóc như hoa lê đẫm mưa chọc người triều mến. Còn nông nhi rất phóng túng, hoa hoa khóc lớn, nước mắt nước mũi cùng tuôn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã biến thành mặt mèo hoa, cũng không thấy người chung quanh ghét bỏ vừa lau nước mũi nước mắt trên mặt, tiểu giống cái nông nhi dừng khóc trong một giây, nhìn A Duy Nhĩ quật cường nói, hừ, dù sao thì em sẽ không buông tay, các người cứ chờ đi, chỉ cần không có khế ước thì em còn có thể. Nói xong cũng không để ý những người khác, tách mọi người ra liền bỏ chạy đi rồi. Cái kia, ngượng ngùng, nông nhi tính tình cứ như vậy. Nô An gãi gãi óc, nhìn nhìn A Duy Nhĩ và Liễu Thư, ngượng ngùng cười cười nói, hai người cũng nhanh trở về đi thôi, ta đi xem. Kỳ thực ta vốn cũng nghĩ đến A Duy Nhĩ sẽ chờ nông nhi trưởng thành. Ca Thi từ từ đến một câu này, trên mặt mọi người đều hơi cứng đờ, á bị vội ho một tiếng, đen cả mặt. Đây thật là tự vạch áo cho người xem lưng, thế nào mà hắn lại coi trọng một giống cái ngốc làm cho người ta không thể chống đỡ được như vậy hả? Thật là triệt để bi thống. Y oa, không phải ngươi nói đi nhà ngươi ăn sao, được cứ định như vậy đi giống như là không có nghe được lời ca thi nói liễu thư biểu tình như thường nói tực ừ. sửng sốt một chút phản ứng kịp y oa vội gật đầu đúng đúng nhưng mà hôm nay nhà mình không có người ở lửa cũng chưa nhóm đâu vẫn là đi qua chỗ ngươi đi như mà mình nấu cơm được cho dù không nói cô cũng tính như vậy liễu thư gật gật đầu vậy đi thôi những người khác mặc kệ xem náo nhiệt hay là đang làm gì, đều đi rồi, bọn họ cũng cần phải trở về. A à, Duy Nhĩ cảm xúc suy sụp, hắn cảm thấy Liễu Thư hẳn là tức giận, ai cũng sẽ như vậy, dù sao hôm nay chuyện này xảy ra quả thật là bởi vì mình. Có ảo não thế nào đi nữa thì cũng không thể tỏ rõ tâm tình hiện tại của hắn. Anh còn đứng ngẩn ra đó làm cái gì, đi mau. Cô quay đầu liếc mắt nhìn thú nhân cúi thấp đầu đi quá chậm một cái đột nhiên thì thấy con hàng này rất đáng thương nếu hình người có hai cái lỗ tai mà nói như vậy hiện tại khẳng định là đang cụp xuống cô mắng trong lòng đáng lại yên lặng đau lòng cuối cùng vẫn lắc đầu kêu một tiếng vẫn là câu nói kia nếu có lỗ tai hiện tại sau khi nghe nói như thế hai cái lỗ tai tròn tròn của a duy nhĩ sẽ bật mạnh một cái dựng thẳng lên tưởng tượng thấy hình ảnh đó liễu thư nhịn không được cười nhìn thấy ý cười của liễu thư biết cô khẳng định không phải đang trách mình a duy nhĩ được một tấc lại muốn tiến một thước lập tức đi nhanh hai bước tiến lên thật cẩn thận vương tay giữ chặt đối phương liễu thư buông tay cô mới không thừa nhận mình có chút mềm lòng đâu đáng tiếc mình là lông tơ khống nếu hiện tại a duy nhĩ hóa thành một con mèo bự mà nói chắc chắn cô sẽ không chống cự được đi liễu thư quyết định thu hồi những lời này nhất là khi nhìn đến thú nhân trước mắt một dây hóa thành mèo bự khóe miệng nhịn không được co rút mãi cái tình huống gì đây chẳng qua mình là nghĩ một chút mà thôi tới mức này sao thú nhân đương nhiên sẽ không nói hắn đã sớm cảm giác được liễu thư mê luyến đối với hình thú của hắn không thể nào lý giải được đương nhiên cái này với hắn mà nói quả thực là cái kinh hỷ kỳ thực thú nhân càng thích hình thú của mình bởi vì như vậy có vẻ có lực lượng bọn họ là tín ngưỡng thần thú thần thú thì lại đại biểu cho lực lượng không gì sánh kịp đối với cái yêu thích này của liễu thư a duy nhĩ rất cao hứng mỗi khi hóa thành hình thú nhìn thấy cái loại ánh mắt lửa nóng không chống đỡ nổi của cô nhìn mình đều làm cho hắn dâng lên một nỗi xúc động từ đáy lòng bành trướng tới một chỗ nào đó nhưng mà đều bị hắn ngăn chặn hắn là thú nhân tốt không thể như vậy khi nhìn thấy ánh mắt liễu thư mềm đi biết mình lại đúng rồi còn mèo bự không khỏi sung sướng nheo mắt thú lại. Một cái đuôi cọp như roi thép chậm rì vung qua vung lại ở phía sau lưng, một cái đầu màu đỏ kim khe khẽ kề đi qua cọ a cọ. Cọ đến nỗi liễu thư có muốn tránh cũng không chỗ để tránh, chỉ có thể oán hận xoa cái đầu màu đỏ kim của thú nhân, vào đến rối loạn mới bỏ qua. Thật tàn bạo vào mèo bự một chút, liễu thư ngẩng đầu thì thấy, hay thật, mọi người đi hết rồi, chỉ thừa lại hai người bọn họ mấy người y oa thì không cần phải nói, khẳng định là cố ý rồi, cô rất ấm ức lại trừng mắt liếc nhìn A Duy Nhĩ còn đang khoe mẻ cọ trên người mình một cái. Tức giận nói, được rồi được rồi, mau trở về đi thôi, chậm nữa thì sẽ không được ăn, ta cũng đói bụng. Vừa nghe liễu thư đói bụng, A Duy Nhĩ cũng không làm gì khác, tiến lên vài bước, dùng cái đuôi ngoắt ngoắt liễu thư, ý bảo nàng ngồi lên đi. Liễu thư cũng không trì hoãn nhiều, dù sao đã ngồi qua rất nhiều lần, cô sải chân một bước an vị trên người mèo bự cố ý nằm thấp xuống. Ngồi ổn rồi, thuận tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn nói, đi thôi. Cho dù là cất bước, tốc độ của A Duy Nhĩ thực sự nhanh, không qua bao lâu thì đã đến sơn động của cô. Lúc này bên trong đúng là Iwa Oman còn có Á Bì và Ca Còn chưa có đi vào thì bỗng nghe được bên trong ồn áo náo nhiệt không biết đang nói cái gì đó, cô tự nhận chắc chắn là đang nói bác quái cô cái gì đâu ấy liễu thư mặt tối sầm đi vào trong mọi người đang làm gì vừa đi vào thì nhìn thấy bốn người vây quanh một vòng ngồi trên mặt đất không biết đang làm đó bác quái cũng không cần dùng cái tư thế này đi a à, không làm gì không làm gì ca thi bị dọa nhảy dựng trước khi đứng lên hai tay vội vàng xua xua ở trước người giấu đầu hở đuôi chính là nói cô nàng trợn trắng mắt nhìn giống cái đơn thuần không có cách nào cứu được liễu thư cũng chẳng quan tâm cô nàng mà lập tức đi tới lúc này những người khác cũng lục tục đứng lên trong tay iwa còn nắm nồi xẻng thần sắc trên mặt tràn đầy xấu hổ cái này hình như là có biến mọi người làm sao vậy liễu thư nhíu mày đều tụ lại đây làm cái gì iwa không phải ngươi nấu cơm sao liễu thư iwa ấp a ấp úng vừa rồi mình chuẩn bị nấu cơm, nhưng mà không cẩn thận làm hỏng đồ gì đó của ngươi rồi. Làm hỏng rồi cái gì vậy? Cô hẳn là không có cái gì trân quý có thể bị làm hỏng đi, nhưng mà nhìn bộ dạng y qua có vẻ không giống. Trong lòng nghĩ thì nhìn về phía ca thi, còn thú nhân. Muốn nói lại thôi, cô sẽ không hỏi. Ngươi, ngươi đừng nhìn mình. Ca thi vẻ mặt đau khổ, quệ oải nói, kỳ thực không có gì quan trọng, vốn là muốn đổ đi, nhưng mà mình kiên quyết giữ lại nhìn xem có thể dùng hay không, hiện tại bị làm như vậy, thật sự phải đổ. Là, cái xà phòng kia. Nhiều tin tức như vậy, Liễu Thư lại đoán không ra nữa thì sẽ không được rồi. Cô do dự hỏi. Ừ ừ. Y oa méo máu, mình thật sự không phải cố ý, mình còn tưởng rằng là ngươi làm cái gì ăn nữa, còn nếm một miếng, hương vị thực không ra sao cả, còn không có để muối cho nên mình để lại bỏ vào một chút còn lại không cần phải nói thì đều biết cathy rất hối hận bản thân mình chậm một chút đã bị y nhanh tay xúc động trước nhưng mà cũng không phải là chuyện lớn gì cho nên cô cũng không để ở trong lòng lần sau chúng ta lại làm thì tốt rồi liễu thư tự nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ này mà trách y oa dùng lời nói của cathy vốn chính là muốn đổ đi nghe xong tất cả rồi cô bất đắc dĩ nói Chút việc nhỏ ấy các ngươi làm ra trận địa lớn như vậy là làm sao? Được rồi, được rồi. Y oa ngươi vẫn nên nhanh chóng nấu cơm đi, mình thật đói, đang chờ ăn món ngon mỹ vị của ngươi đây. Nếu Liễu thư cũng không trách mình, tự nhiên là đều rất vui mừng. Vẫn giống như là trước kia, Á Bì và Ô Mang đi giúp A Duy Nhĩ nướng thịt, mà hôm nay đầu bếp bên giống cái thay đổi người cũng không kém, chỉ là trong đứa nhỏ đổi thành Liễu thư mà thôi. Cathy. Ừm, coi như cô ấy làm trợ thủ đi. Liễu Thư vẫn rất là hiếu kỳ cháo cho bị y qua hiểu lầm mà bỏ muối vào rốt cuộc biến thành cái dạng gì mới làm cho bọn họ quá sợ hãi như vậy. Cô chợt nhìn mọi người đều có chuyện làm thì ôm lỗ cách đi qua nhìn, thế nhưng vừa nhìn thì trực tiếp kêu lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vừa rồi A Duy Nhĩ đã muốn hỏi xà phòng trong miệng Liễu Thư và Cathy là cái gì, nhưng nghĩ Liễu Thư đói bụng, vẫn là vội vàng làm cơm, cũng không có đi tới hỏi. "Liễu thư, Liễu thư." Y Hoa cũng sắp khóc. Ca Thi cũng là mồ hôi đầy cả đầu, không phải nói không quan trọng sao, tại sao có thể như vậy? "Ngươi quả thực chính là phúc tinh của mình." Chuyện biến chuyển thần kỳ, Liễu thư đột ngột quay người lại ôm lấy Y Hoa kêu to, dọa người khác nhảy dựng, nhưng mà thấy cô vui vẻ đến nhảy lên giống như cũng không phải chuyện xấu gì ngươi tự sao lại thế này y oa bị gấu ôm lấy mờ mịt cả đầu tiếp tục ôm y oa cao hứng kêu to hai tiếng cuối cùng lưu luyến không rời buông ra liễu thư cười thấy răng không thấy mắt cả một buổi sáng mình làm xà phòng cũng không có thành công không nghĩ tới ngươi lại đánh bậy đánh bạ giúp mình đại ân ngươi yên tâm chờ mình làm xong nhóm đầu tiên nhất định sẽ tặng cho ngươi xà phòng là cái gì a à, duy nhĩ không hiểu được nhưng mà trước đó y oa đã được ca thi phổ cập khoa học ngay từ đầu nghe được rất là cao hứng bởi vì nhà cô dự đều dùng xong bộ kết dự trữ trước kia khi không dùng thì không biết nhưng sau khi dùng qua rồi lại để cho cô không có thứ khác biệt thay thế gội đầu rồi vẫn cảm thấy đầy dầu rất ngấy ngứa thân mình cũng chính là cảm thấy tắm không sạch rửa nồi đá mở bên trong vẫn còn những thứ này thì cũng thôi nhưng mà tắm rửa cho lỗ cách cũng không thể qua loa đâu Biết liễu thư phải làm xà phòng có thể thay thế trái bồ kết miễn bàn cô có bao nhiêu cao hứng. Cho dù hiện tại không có thành công, nhưng luôn sẽ được, trực giác của cô là rất tin tưởng, nhưng mà dù thế nào thì y oa cũng thật không ngờ mình đánh bậy đánh bạ thế nhưng đã hoàn thành cái mục tiêu lớn này. Cô cũng cảm thấy không chân thực đâu. Không phải đâu, chính là thứ đen tuyền này hả? Ca thi trợn mắt há hốc mồm nhìn thứ gì đó trong nồi đá nhỏ nhà mình, biểu tình hơi cạn lời còn không phải sao không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này liễu thư lầm bầm lầu bầu trong lòng cũng biết là sao lại thế này hình như trong quá trình sự xà phòng hóa có một chút là phải bỏ kiềm ở đây thì không có kiềm mà trong muối thì có cho nên đây là chân tướng thành công cũng do cô đi vào ngõ cụt cũng may mắn có y oa làm ra cái này bằng không cũng không biết cô phải thí nghiệm bao lâu nữa thật ra cô thì không sao cả nhưng mà ca thi nhìn hẳn là thật đau lòng đi, thật nhiều mỡ. Đây là xà phòng hả? Á bị tiến lên chọc chọc bị kêu xà phòng đông đặt trong nồi đá nhỏ. Biểu tình thực hoài nghi, cái này thật sự có thể tẩy sạch sao? Hắn cũng biết, đây là cho thang thêm mỡ, ừm, lại thêm muối mới biến thành như vậy, cho nên hắn rất ngạc nhiên. Liễu thư cũng muốn xác định một chút có dùng được không, nếu không được, chính là cao hứng hụt một hồi. Cô ngồi qua thì thấy, cháo tro trong nồi đá nhỏ đã bắt đầu đông đặc lại. Thành một dạng vật chất như keo dán, cũng không phải là đen tuyền, mà là trong màu đen lộ ra chút trắng vàng, nhưng lại có một cổ hương vị xà phòng. Cô vui vẻ trong lòng, xem ra là thành công rồi. Chờ một chút, đợi chúng nó hoàn toàn cứng trắng lại, chúng ta lại đến thử xem." Liễu Thư đề nghị, những người khác cũng nóng vội nhưng cũng không dị nghị. Qua khúc nhạc đệm này, tâm tình của mấy người lại bị xà phòng hấp dẫn rất lớn. Tốc độ y oa nấu cơm cũng lên rồi, đồ ăn vẫn là mấy thứ Liễu thư đã làm, thịt nướng và mấy thứ rau dại xào trứng này. Các thú nhân tùy ý ăn một chút, món chính vẫn là thịt nướng, bọn họ cần nhiệt lượng lớn, không có biện pháp. Thời điểm ăn cơm nhắc tới A Lịch, kết quả được báo cho biết. Nàng được ngải đạt đưa qua chỗ vui Y đi bôi thuốc, sau đó trực tiếp ở lại cơm cho nên bọn họ cũng không cần đợi tự mình bắt đầu là tốt rồi đợi đến khi mặt trời chiều ngã về tay cháo trong nồi đá nhỏ đã đông đặc lại tốt lắm lấy tay chọc chọc còn có chút mềm nhuyễn nhưng sẽ không dính tới tay liễu thư ngồi xổm ở đó nhìn mà ngây ngất không thôi hiện tại đã biết cái thí nghiệm này còn cần thêm một vị nguyên liệu chính là muối nói vậy thử lại vài lần có thể tìm được tỷ lệ đến lúc đó có thể sản xuất ra sản lượng lớn. Nhưng mà một mình cô khẳng định là giải quyết không được cho toàn bộ lạc, vẫn phải dạy phương pháp này ra, cái này đối với liễu thư mà nói cũng không có gì. Ngày mai thì lại tới lượt mấy người liễu thư ra ngoài thu thập, rất nhiều chuyện đều phải làm, ấu tể thú nhiều lông cô cũng muốn nuôi dưỡng, chuồng còn chưa có đắp nữa. Lần trước nhổ được một ít cây hoa tiêu còn không có trồng xuống. Hoa tiêu ngắt trở về cũng không có xử lý tốt, và một đống lớn chuyện khác đột nhiên liễu thư phát hiện giống như mình trở nên bận rộn quả nhiên mùa xuân chẳng những con ong mật bề bộn nhiều việc cô cũng vậy thời gian còn sớm a duy nhĩ thì không ngại cực khổ từ bên ngoài chuyển nhiều tảng đá trở về làm chuồng cho đám thú con dùng hàng rào khẳng định là không được mấy vật nhỏ rất dão hoạt cho nên phía dưới tốt nhất là dùng tảng đá lót lên cho dù chúng nó có lợi hại hơn nữa cũng không thể cào tảng đá cứng trắng thành cái hố để đi ra. Lần trước đắp giường đất đã rất kinh nghiệm nên A Duy Nhĩ nửa thú hóa trên tay, dùng móng vuốt sắc bén cắt bằng tảng đá, lại lót từng khối một chồng lên nhau. Liễu Thư có lòng muốn hỗ trợ. Nhưng đều là việc nặng, thân thể nho nhỏ của cô thật sự không thể tới. Cô sờ sờ cầm tiếng lên đẩy đẩy tường đá lót kỹ, có chút nới lỏng, dù sao cũng không có xi măng kết dính lại nhưng mà không có xi măng thì vẫn có thể dùng cái khác thay thế nghĩ tới cái này liễu thư xoay người đi trở về thời điểm lại tới thì trên tay mang theo một cái thùng gỗ tất cả bên trong đều là bùn nhão a à, duy nhĩ đang lót tốt thấy liễu thư cầm trong tay một cái thùng đi tới còn đang kỳ quái lại nhìn thấy cô cả người là nước bùn thì dọa nhảy dựng vội vàng bỏ hết việc trong tay ba bước thành hai bước chạy đi qua nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới miệng cũng vội vàng hỏi em đây là làm sao vậy bị té ngã sao khiến cho nước bùn đầy người thấy a duy nhĩ dáng vẻ khẩn trương liễu thư buồn cười lại cảm động nhiều hơn vội giải thích nói ta không có chuyện gì chính là hòa chúc bùn nhão mới biến thành như vậy bùn nhão làm cái gì muốn chơi sao lần sau ta với em cùng nhau a duy nhĩ giải thích sai tình huống nhưng biết liễu thư cũng không có gặp chuyện không may nên cũng yên tâm, chợt tràn đầy sủng định nói. dáng vẻ không hạn cuối em làm gì cũng được, ta đều cùng với em, làm cho người ta thật sự là cạn lời. Co rút khóe miệng, liễu thư yên lặng xoa xoa hắc tuyến, nhấc tay chỉ bùng nhảo trong thùng nói, mới không phải chơi đâu. Nói xong còn liếc trắng mắt A Duy Nhĩ một cái, kẻ hở trên tường anh đắp phải trét chút bùng loãng càng có thể củng cố hơn, tường sẽ không dễ dàng rơi xuống. Bùng này có tác dụng lớn như vậy à? A Duy Nhĩ còn rất khó mà tin được, một đôi mắt nhìn nó bùng thùng đó vẻ mặt hoài nghi. Tức giận liếc mắt thú nhân, Liễu Thư đi qua hắn, lập tức đi tới phía trước, dùng tấm ván gỗ đã sớm chuẩn bị xong múc một chút bùng trét lên trên một khối tảng đá đã chuẩn bị tốt, sau đó nói với A Duy Nhĩ, làm giống như ta đều trét vài lần bùng lên tảng đá. Trét lên một khối rồi lóc một khối, đợi bùng khô, tảng đá đều đã dính cùng một chỗ như vậy sẽ không ngã vậy nếu mưa rơi đều xối hết bùn này Rồi không còn gì đâu a à, duy nhĩ thực thông minh lại hỏi ra bản thân nghi hoặc mà liễu thư cũng thống khoái đưa ra đối sách cái này chúng ta cần phải chèn trên tường lót tốt vài thứ ngăn cản lại là có thể che gió che mưa liễu thư nói có lý a à, duy nhĩ thấy vậy đã bị thuyết phục không nói hai lời liền đi lên dựa theo yêu cầu của cô xây tường ngay từ đầu thú nhân tay chân vụng về làm cho đầy tay đầy người đều là bùn liễu thư cách được gần lại đứng mũi chịu sào làm cho cô vốn là bộ dạng bẩn hề hề lại bẩn thêm vài phần may mà sau đó cuối cùng nắm giữ chút kỹ xảo cái gọi là quen tay hay việc cũng làm như thế muốn nói xây tường liễu thư chưa từng trải qua công việc này nhưng mà có gặp qua gia đình nông thôn gần như là nam nhân đều sẽ có tay nghề xây tường lại chút việc thông thường thời điểm nông nhàn không phải đi khắp nơi tìm chút việc làm, phần lớn chính là giúp người ta đắp phòng ở này nọ. Cô đã gặp qua ông nội xây chuồng gà trong nhà. Cho nên còn có chút ấn tượng, lần này có ít rồi. Hòn đá chỉ xây 50 phân thế này, phía trên chuẩn bị dùng cọc gỗ, toàn bộ cái chuồng nhỏ có đường kính 5 thước, mấy con thú con ở dư giả. Nếu như về sau lớn lên, hoặc là sinh một tổ thú con cho cô thì sau này sẽ mở rộng cái chuồng là được. Cọc gỗ phía trên rất dễ làm, cọc nhọn phía dưới cắm thẳng tắp vào trong đất. Cọc gỗ tròn tròn dựng một loạt, nửa điểm khe hở cũng không có. Cọc gỗ đúng là muốn dài hơn đều có thể, nhưng vì sạch sẽ gọn gàng nên chỉ làm chừng 3 mét, ở trong đó chừa ra một chỗ làm cái cửa, thật thuận tiện ra vào. Xây xong cái chuồng, thành viên cũng đi vào ngay lúc này. Phía trên liễu thư lấy da thú làm thành cái liều nhỏ, bên trong lót rất nhiều cỏ khô, mềm nhuyễn, sạch sẽ, tuyệt đối là ngủ ngon, vì thế sáu con thú con cứ vào ở như vậy. Liễu Thư, cây hoa tiêu này chúng ta trồng thế nào? Cầm hơn 10 cây hoa tiêu A Duy Nhĩ hỏi Liễu Thư. Kỳ thực Liễu Thư muốn nhất là mở ra được một khoảng ruộng, nhưng hiển nhiên điều kiện hiện tại là không cho phép, nhìn nhìn cẩn thận một chút rồi chỉ vào trong chuồng thú vừa đắp xong nói, liền trồng chung quanh cái chuồng đi. Cách gần nhà trong, lại thuận tiện, còn có thể dễ chăm sóc nữa. Được. A Duy Nhĩ gật đầu một cái, tiến lên mượn một tảng đá sắc nhọn đào hố, Liễu Thư vừa thấy thì nhanh nhẹn chạy lên, A Duy Nhĩ đào cái hố nào thì cô bỏ vào một gốc hoa tiêu, lại do thú nhân lấp đất lên, nén chặt. Sau đó tiếp tục một cái khác, cũng là mấy động tác giống như vậy. Khi hai người làm việc còn vừa nói chuyện với nhau, A Duy Nhĩ sẽ nói chuyện khi mình đi săn bắn, Liễu Thư thì lại nói đến chuyện hàng ngày hôm nay nhìn từ xa xa, dưới dư quan nắng chiều chiếu rọi hai người bọn họ ôm nhu hài hòa, ghen chết người ngoài. Đi thôi. Nô An kéo kéo em gái, bất đắc dĩ nói. Hừ. Nông Nhi nhìn chầm chầm cái phương hướng kia thật lâu. Ngay cả cô ta không tin đi nữa, cũng không thể không tiếp nhận sự thật. Giống cái bị mình nói cái gì cũng tồi tệ khi đứng chung một chỗ với anh A Duy Nhĩ, thật đúng là rất xứng đôi ngược lại là cô ta, miếm môi, lại nhìn, anh trai vẫn luôn không tán đồng mình, trong lòng càng khó qua. Cô ta vung bỏ tay Nô An ra, biểu môi bước tiếp bước chân ngắn đi về nhà, cô muốn tìm chút an ủi. A Ma nhất định hiểu được mình. Còn có, cô ta mới sẽ không buông tay đâu, cô ta chính là thích thật lâu, không đạo lý cứ buông tay như vậy. Nô An co rút khóe miệng, sờ sờ óc. Đối với em gái chấp nhất hắn không nói gì lại hết sức đau lòng nhưng mà hắn vốn đang có lòng do dự lại nhìn thấy một màn vừa rồi, thật là không còn cách nào khác, trong lòng chỉ có thể yên lặng chờ đợi em gái ngốc của mình mở rộng thông minh một chút. Đừng lại bị đùa giỡn. Bên này lúc mặt trời lặn xuống núi, hơn 10 cây hoa tiêu cuối cùng cũng trồng xong, A à Duy Nhĩ còn múc hai thùng nước tưới lên, nhìn thành quả của mình. Liễu Thư bóc thắt lưng thở vào, rất vừa lòng, nghĩ đến mai này mình sẽ không ngừng tìm được một ít thứ cần thiết thì cô không dừng được vui vẻ thích như vậy à ngày mai lại chuẩn bị thêm nghĩ đến liễu thư thích mấy hoa tiêu này a duy nhĩ lấy lòng nói không cần liễu thư lắc đầu cười nói nhiều đó là đủ rồi về sau chúng ta còn có thể tự mình thu thập mầm móng đến lúc đó có thể trồng càng nhiều đó ừm em thích là tốt rồi đối với hoa tiêu gì đó a duy nhĩ vẫn không có khái niệm quá lớn chỉ biết là liễu thư thích, chắc hẳn đều là nhìn thấy qua ở bộ lạc trước kia của cô. Nhưng mà kết trái cây nhỏ màu hồng trên thứ này xác thực rất đẹp mắt, còn này dược dụng, quên đi, để vui y quan tâm đi. Đợi ngày mai trở về chúng ta liền ăn lẩu là được. Vừa rồi liễu thư suy nghĩ dùng hoa tiêu làm thế là tốt hay không nữa, nghĩ tới nghĩ lui, nguyên liệu nấu ăn hiện tại của bọn họ chỉ có thịt còn có cá. Lẩu cá hoa tiêu, cái này là cô đột nhiên nghĩ đến, lúc này vừa nghĩ đến thì không có biện pháp ngừng được nước miếng thèm nhỏ dãi trong miệng nếu không phải là quá muộn hiện tại cô muốn làm ngay lúc này liền quyết định ngày mai sẽ ăn cái này lẩu a à, duy nhĩ cố gắng tưởng đây là cái gì đáng tiếc chưa bao giờ gặp qua ngẫm lại cũng không được chỉ có thể nhìn liễu thư ăn ngon không ừ ừ cô gật đầu thật mạnh lau lau nước miếng tuyệt đối ăn ngon nhưng mà tay nghề của ta không tốt lắm nhưng mà đến lúc đó phải làm nói vậy cũng không quá kém nhưng mà nguyên liệu nấu ăn là cá ngày mai chúng ta phải bắt rất nhiều cá mới được ngẫm lại cá tươi ngon được cắt thành lát thả vào trong nước đun sôi trào nồi nấu một chút hít rất muốn ăn nếu đã có cam đoan a duy nhĩ chỉ cần há miệng chờ ăn là tốt rồi nhưng hết thảy vào ngày mai chờ ngày mai thu thập trở về hắn phải đi bắt mấy con to Mấy lần trước Liễu Thư làm đồ ăn ăn ngon thì ăn ngon chỉ là không đủ ăn, lần này phải ăn no rồi nói tiếp. Ngày hôm sau mọi người vẫn là sáng sớm trời giường, tuy rằng thức dậy sớm nhưng trên mặt mỗi người đều tinh thần sáng láng, nhất là nhóm giống cái, quả thực so với thời điểm lần đầu tiên đi còn hưng phấn hơn. Cũng đúng, lần đầu tiên ít nhiều còn có chút không yên, sợ hãi thế giới bên ngoài, nhưng sau khi có một lần kinh nghiệm, sau đó lại nghĩ đến thu thập được này nọ thì thỏa mãn vui thích cái này không tính cái gì tộc trưởng theo thường lệ nói một ít lời dặn dò nhưng nội dung chủ yếu vẫn chính là muốn tất cả mọi người chú ý an toàn không cần chạy lung tung thắp nơi nếu chính mình chạy loạn làm ra nguy hiểm thật sự không có biện pháp mà nói thì các thú nhân sẽ không đi liều chết cứu ngươi bởi vì còn có nhiều giống cái cần phải bảo vệ hơn không thể vì một mình ngươi làm cho mọi người đều lâm vào trong nguy hiểm. Những lời này lúc đi lần đầu tiên tộc trưởng cũng không nói gì, mà nói ở hiện tại, hiển nhiên là muốn cho nhóm giống cái một sự cảnh cáo. Lần đầu tiên may mắn không có gặp bất luận cái nguy hiểm gì, đã làm cho nhóm giống cái tính tình vẫn bị câu thúc trục trịch. Tuy rằng bộ lạc quý trọng giống cái, nhưng mà không mù quáng luôn chiều, tộc trưởng chính là đang nhắc nhở. Liễu Thư cảm thấy nếu ai thật sự rơi vào trong lúc nguy hiểm, không có biện pháp mà nói, chỉ sợ các thú nhân sẽ không dễ dàng vứt bỏ, nhưng đồng thời cũng phải đặt giống cái khác ở vị trí thứ nhất, thật sự là khó cả đôi đường. Trong lời nói của tộc trưởng là cảnh cáo giống cái, cũng là nói cho các thú nhân nghe. Quả nhiên sau lời này, nhóm giống cái hai mặt nhìn nhau, đều cúi đầu, có mấy người căm giận bất bình muốn nói cái gì đó, nhưng bị đồng bạn kéo lại. Tộc trưởng đối đãi với các cô mặc dù tốt, nhưng lại không thể chống cự mệnh lệnh của hắn, nếu không sẽ bị thần thú trừng phạt, mà các thú nhân thì càng tuyệt hơn, đều đã nghiêm mặt nhăn đi, cũng không biết nghĩ cái gì nữa. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em, cho dù em gặp phải nguy hiểm ta cũng sẽ không bỏ rơi em. Bên tai là lời nói thâm tình của A Duy Nhĩ, gần từng tiếng, lại làm cho Liễu Thư nghe mà cả đầu hắt tuyến, khóe miệng co rút mãi. Lúc này còn chưa có xuất phát đâu, con hàng này miệng quả đen ngay tại đây, hắn cũng không thể nói lời tốt sao? Khụ khụ. Ta không phải ý tứ này. Hiển nhiên A Duy Nhĩ cũng phản ứng kịp, mặt nhất thời xấu hổ đỏ lên, muốn giải thích, nhưng vừa gặp phải Liễu Thư thì hắn ăn nói vụng về, lắp bắp cả buổi cũng không biết đang nói gì, không, không phải ta là muốn nói cái kia. Đương nhiên cô biết hắn muốn biểu đạt cái gì, không phải là một lòng sao? nhưng mà bị hắn vừa nói ngốc như vậy. Cả nửa ngày liễu thư cũng chưa có tâm tình, liếc mắt hắn một cái, cổng sọt trên lưng, vác bao rồi đuổi kịp đoàn người, tạm thời không muốn để ý con hàng này. Liễu thư liễu thư, đợi mình với. Ca thi khoan thai đến chậm, vừa vặn đuổi kịp, một tay cầm bao đeo vai, một tay cầm một trái cây đang gặm, phía sau là á bị khổ bức đi theo, trong tay mang theo sọt của cô nàng làm gì mà đến bây giờ ngươi mới tới? Liễu Thư dừng lại đợi cô nàng. Đừng nói nữa. Gặm một ngụm cuối cùng, tùy tay ném hộp đi, ca thi lại chậm chạp nói, đều là á bì, người này ngủ dậy trễ. Ai ai, đâu có chuyện gì liên quan tới anh, em cũng ngủ dậy trễ có được không? Á bì lắc lắc đầu phản bác. Ca thi hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, bắn ra một tia mắt lạnh, không phải anh nói trễ ngủ một chút cũng không sao, buổi sáng hôm nay anh sẽ gọi em rời giường, em chính là vì được cam đoan của anh mới đồng ý đi ra ngoài với anh, ừ, ưng ưng. Á bị lanh tay lẻ mắt bụng miệng không cho Cathy nói hết, nhưng mà thật đáng tiếc, chỉ nói hai ba câu toát ra đó, đã làm cho máu hóng hớt của nhân loại trong lòng liễu thư đều phát sáng. Nhất thời ánh mắt liền mang theo độ sắc nét ngắm tới ngắm lui trên người hai người. Cô nhìn đến nỗi làm cho hai tiểu tình lữ toàn thân đứng thẳng bất động, da đầu rung lên, ánh mắt thật sắc bén. Ánh mắt của liễu thư làm cho á bị có chút khẩn trương tim cũng đập nhanh, nhưng mà quả thật là oan uổng hắn, thú nhân cũng là thật ngây thơ, mặc dù có thời điểm cũng nhiệt tình dọa người. Tối hôm qua ăn cơm xong thì Á bị đưa ca thi trở về, nhìn ánh trăng trên bầu trời rất đẹp nên đề nghị đi dạo một chút ở trong bộ lạc bộ gì đó, coi như là tiêu hóa thức ăn. Cũng là đang lúc tình đến chỗ nồng. Ca thi thực ngượng ngùng đồng ý, sau đó hai người liền tay cầm tay đi ra ngoài, đợi khi trở về thì sắc trời đã khuya, lúc ấy á bị vỗ bộ ngực cam đoan buổi sáng nhất định sẽ đến sớm kêu ca thi dậy, để cho cô yên tâm ngủ. Ai biết chính hắn cũng ngủ quên luôn, lúc này trời sáng bừng hai người đều ngủ quên mới vội vội vàng vàng chạy tới cô nàng bất mãn kéo tay á bì bụng miệng mình xuống cô rất tức giận thiếu chút nữa thì đã dậy trễ nếu bỏ lỡ lần thu thập này thì phải làm sao bây giờ nghĩ như vậy lại liếc hắn một cái quyết định hôm nay cũng không cần để ý á bì thú nhân không giữ lời hứa là phải bị trừng phạt hừ trải qua hai lần dò đường trước đó hiện tại nhân viên đi thu thập đã tương đương ổn định các thú nhân phân chia phía trước chính giữa phía sau bảo hộ nhóm giống cái cũng dò đường cho các cô. Lúc này đây vui y vẫn đi theo, liễu thư rất lo lắng, công việc thu thập này cũng phí thể lực, mỗi ngày sẽ không thu thập hết các thứ, chỉ là đi một ngày như vậy cũng quá sức, vui y cũng là giống cái không biết chịu nổi không. Vui y, hai lần trước ngài hái thảo dược cũng đủ dùng, hơn nữa ngài cũng dạy chúng ta nhận biết thảo dược. Ngài có thể nghĩ một chút. Liễu thư tìm một cơ hội tiến lên giúp đỡ vui y vừa nói vô y phân đạt cười cười vỗ vỗ cánh tay liễu thư nói biết con là hài tử ngoan nhưng mà các con đều ra ngoài ta lo lắng tộc trưởng không thể tới nhìn các con ta đến cũng được huống chi ta nhận biết dược thảo đều là các đời vô y lưu truyền tới nay ít lại càng thêm ít ở lại trong bộ lạc cũng không thể biết có thảo dược khác có thể dùng hay không ra ngoài nhiều để nhìn xem cũng tốt lời vô y nói thật là có lý làm cho liễu thư cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ nói, để cho bà chú ý thân thể nhiều hơn, thảo dược gì đó cũng không vội, mọi người đều có thể hỗ trợ. Đồng thời cô cũng giúp chia sẻ một chút thứ trong sọt vui y. Nhưng bị vui y coi cô còn nhỏ mà cự tuyệt. Liễu thư đen mặt, cô mà nhỏ cái gì, cũng đã hơn 20 rồi, còn muốn khế ước với thú nhân nhà các người đấy. Nhóm giống cái thu thập này nọ cũng bắt đầu mở rộng chủng loại, chẳng những là thảo dược, trái cây và rau dại, liễu thư đề nghị để cho các nàng lưu ý rễ cây phía dưới bởi vì cô nghĩ tới khoai tây khoai lang khoai sọ và thức ăn thân cũ những thứ đồ ăn đó tinh bột cao cho dù là làm món chính cho thú nhân cũng không tệ có thể cải thiện bao nhiêu thì cải thiện vẫn luôn ăn thịt cô cũng lo lắng thay cho bụng bọn họ có thể táo bón hay không lúc này đây trong nhóm giống cái có thêm hai người coi như là quen biết chính là chinh na được xưng là giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc cùng với nông nhi tuyên bố nhất định phải tranh đoạt a duy nhĩ với liễu thư chinh na sinh bệnh đến nay mới đi ra ngoài lần đầu tiên tham gia thu thập phân đến nơi đây liễu thư cũng không cảm thấy cái gì nhưng hình như cô cảm thấy chinh na và kha mân đi có chút gần còn nông nhi là bản thân cô ta yêu cầu không cần nhiều lời tự nhiên là vì a duy nhĩ không nghĩ tới tiểu nha đầu này chấp nhất như vậy kỳ thực theo lý thuyết nông nhi chưa có trưởng thành là không cho phép ra ngoài nhưng tiểu nha đầu này thực chịu khó ở bộ lạc thì chỉ có thanh danh tốt có lẽ là a ba sớm mất sinh ở gia đình mồ cô cha có vẻ dễ dàng trưởng thành đi chỉ là có chút tùy hứng nhỏ thì có thể được thông cảm nông nhi yêu cầu đến đội nhóm này thu thập tộc trưởng vốn không muốn đồng ý chẳng qua cũng bởi vì nha đầu kia ỷ vào nó còn nhỏ quấn quýt làm phiền hơn nữa quan trọng nhất vừa khéo là giống cái trong đội muốn đi chung với bạn thân của mình. Vì thế cứ thay đổi như vậy. Liễu Thư không có ý tưởng gì, cô có lòng tin với A Duy Nhĩ, cũng không biết rốt cuộc nông nhi lại kiên trì cái gì, hồi còn nhỏ có một loại yêu say đắm, được rồi, thực mơ mộng. Xã hội nguyên thủy toàn bộ thiên nhiên không bị ô nhiễm, đương nhiên cũng không có bất luận dấu hiệu khai phá gì, cho nên liền tạo thành chu vi một mảnh bát ngát không phải cây cối chính là rừng rậm dù sao lọt vào trong tầm mắt một mảnh cỏ biết trời trong nhất là cái mùa hiện tại này trăm hoa đua nở bươm bướm bay lượn ong mật lượng lờ thú chạy gầm nhẹ chim bay kêu to thật là một bức tranh sinh thái sinh động đường rừng không dễ đi phần nhiều là thú nhân quét dọn chướng ngại ở phía trước nhóm giống cái mới chậm rãi đuổi kịp cho dù như vậy các thú nhân vẫn không ngừng nhắc nhở phải cẩn thận một chút không cần chạy loạn phải đi theo bọn họ đủ loại. May mà nhóm giống cái đều rất nhu thuận, nghe lời đi theo, không có ghét bỏ bọn họ, như thế làm cho các thú nhân càng tận tâm. Nhóm giống cái vốn là kết bạn hai ba người cùng thu thập, tìm kiếm có thể ăn có thể sử dụng, hoặc là hái hai đóa hoa nhỏ trở về đưa tặng cho người nhà bằng hữu gì đó. Ngay tại tình cảnh tốt đẹp này. A, à, đau quá đau quá. Một tiếng hét thảm làm lực chú ý của tất cả mọi người đều kéo qua, các thú nhân lại càng nhanh chóng, có người đi trước liền gầm một tiếng hổ, tháo chạy đi qua phương hướng thanh âm. Liễu Thư đang cúi đầu cố gắng nhìn xem mấy thực vật giống như là màu xanh, nghĩ xem ở trong đó có thể tìm được thực vật địa cầu mình quen thuộc hay không. Nhưng mà rất đáng tiếc vẫn không có tìm được. Ngược lại mắt nhìn nhiều cũng bị hoa lên, cô đứng lên muốn xoa xoa mắt thì động tĩnh bên kia khiến cho cô chú ý còn chưa có làm ra động tác đã bị ca thi vội vội vàng vàng kéo qua đi. Chính là tình huống hình như cũng không có quá tệ, trong lúc đó bên kia một giống cái chân thì nhảy mặt thì cau lại, ra sức kêu khóc. Mà ở bên cạnh cô ấy có mấy người bạn tốt đang an ủi, mà thú nhân lúc trước nghĩ đến có tình huống thì lập tức hóa thú đang trương khuôn mặt đơ ngồi sổng tại đó, nhìn không ra biểu tình trên mặt hổ, nhưng mà cũng có thể thấy được hình như rất buồn bực. Rốt cuộc là sao lại thế này? Lúc sau Vu Y chạy tới vội hỏi, tiếp theo lập tức nhìn về phía giống cái còn đang kêu khóc trước tiên. Chúng con cũng không biết, khi nhìn đến thứ trái cây kết quả không giống hình tròn này thật khác biệt. Hơn nữa trên một ngọn cây nhỏ đỏ đỏ xanh xanh rất dễ nhìn, thì hái xuống, chúng con muốn nhìn một chút có thể ăn được hay không. Vì nhìn xem có thể ăn được hay không, liền nhất thời não rút tự mình đi lên thử xem, mà giống cái trúng chiêu kia thực bất hạnh vì động tác trên tay nhanh cũng bởi vì cô mới làm cho đồng bạn khác may mắn thoát nạn. Rất đau sao? Vu Y nhìn giống cái rất đau, thì chuyển động vây quanh cô, Minh A, con còn có chỗ nào không thoải mái không? Nhưng mà Minh A cũng không thể trả lời Vu Y, chính là ra sức phù miệng lưỡi, lại nhìn, cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì mà lợi hại như vậy. Giống cái Minh A ăn lầm thực vật này thì hiện tại miệng mũi đều đỏ lên toàn bộ nước mắt nước mũi đều cùng nhau rơi xuống làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn giống như con mèo hoa người xem đã đau lòng lại rất vội liễu thư vừa tới thì nhìn thấy tình huống này đầu tiên là không biết tình huống nên nghi hoặc hai cái tiếp theo sau khi lại nhìn hết toàn trường ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người thực vật đang kết rất nhiều quả đỏ đỏ xanh xanh loại tình cảm vui sướng làm cho cô nhịn không được nhếch khóe miệng lên cao nhưng mà xem giống cái minh a à trên sân còn đang đau luống cuống thì vội vàng nói với người khẩn trương chung quanh. Để cho cô ấy uống chút nước, thực vật đó không có độc, chính là rất cay, cho tới bây giờ người chưa từng ăn qua sẽ rất khó chịu. Còn sau đó sẽ rất thú vị, lời này thì không cần nói. Vừa thấy là Liễu thư, lại nghe lời cô nói, ánh mắt vui y rối rắm nhất thời giãn ra, cười rộ lên, quay đầu liền nói với một thú nhân trong đó, nhanh đi mang nước đến. Thú nhân không dám trì hoãn, thân mình vừa chuyển liền đi ngay vừa vặn bên kia có dòng suối nhỏ nguồn nước sung túc quay lại cũng nhanh không qua bao lâu thú nhân liền dùng một cái lá cây lớn múc nước bưng lại đây liễu thư vội chỉ điểm minh a uống nước súc miệng chờ dùng xong một phút nước minh a cũng dừng lại cô bị cây cả buổi hiện tại thì thở hổn hển ngồi dưới đất thì không đứng dậy mắt thấy cũng đến thời gian nghỉ ngơi vui y để cho các thú nhân tìm địa phương nghỉ ngơi ăn cơm ngay tại chỗ liễu thư, đó là cái gì? Ca thi kiên kỵ chỉ chỉ thực vật đó. Vừa rồi bộ dạng minh A khó chịu cô nhìn rất rõ, rất sợ hãi. Ngẫm lại cô ấy có thể ăn, thì âm thầm cảnh cáo mình, về sau cũng không thể vì ăn, tìm được cái gì phải đi cắn một cái, bằng không bộ dạng minh A chính là kết cục của mình đó. Nhìn dạng của cô nàng, liễu thư buồn cười, đi qua kéo một nhánh vật kia xuống nhìn trái nhìn phải, cô vừa lòng gật gật đầu quả nhiên là mình muốn tìm thứ này cũng không phải gì khác chính là hạt tiêu liễu thư vẫn nhớ thương xào rau bỏ gia vị hạt tiêu là hiện đại mỗi nhà đều làm giống như địa phương tứ xuyên hồ nam còn đem hạt tiêu làm cơm ăn nữa liễu thư phải may mắn vì cô không phải là người địa phương này bằng không chỉ riêng điểm ấy thì cô chống đỡ không nổi được nhưng mà đối với việc có thể tìm được hạt tiêu cô vẫn thật là cao hứng về sau xào rau lại có thể đổi chút đa dạng, hơn nữa cô đã đáp ứng A Duy Nhĩ, lẩu có hạt tiêu sẽ mỹ vị hơn. Đây là hạt tiêu, giống như hoa tiêu tìm lần trước đều là gia vị, nhưng mà hạt tiêu vị rất tốt, xào rau bỏ vào một chút. Càng thêm vị, ăn cũng rất ngon, lại còn có thể khử mùi. Liễu Thư vừa nói, vừa động thủ đều hái xuống hạt tiêu xanh hồng, cũng thuận tiện nhìn xem chung quanh có còn không. Cô nhất định phải dời một ít trở về trồng khó ăn như vậy, hơn nữa là Minh A à ăn đau như vậy, có thể chứ. Ca Thi thực hoài nghi, vừa rồi bộ dạng Minh A à còn làm cho ký ức của cô hãy còn mới mẻ đâu. Minh A à là vì một ngụm ăn nhiều, nhất là loại này tiêu tim là thật cay, cô ấy còn cắn ngụm lớn như vậy. Cô cũng nhìn ra, một ngụm Minh A à cắn đó đều là hạt nhân tiêu, hạt cũng ăn vào cô ấy có thể không cay mới là lạ đó. Thì ra là thế à không biết khi nào thì vu y đi tới đang cười nhìn các cô thấy hai người liễu thư ở đây giống cái khác cũng hiếu kỳ cái hạt tiêu kia rốt cuộc là cái gì nên cũng đi tới vừa vặn nghe được liễu thư giải thích đều là bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ sau đó tất cả đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía minh a tiểu giống cái này thật sự là rất đáng thương ực hoặc là nên nói xui xẻo đi mọi người xem nó cũng rất là hữu dụng giống như lần trước mà hái một ít trở về đi. Vu Y xoay người nói với mọi người, nhóm giống cái cảm thấy có lý cũng đều ngồi xổm xuống đi tìm. Nhưng mà nơi này hạt tiêu hình như cũng không nhiều, cũng chỉ tìm được mấy cây mầm, cuối cùng Vu Y làm chủ đưa hết cây giống cho Liễu Thư. Lý do là mọi người vốn cũng không biết đây là cái gì, nếu Liễu Thư hiểu biết thì đều cấp cho cô, về sau nếu trồng ra được, thì phân một ít mầm móng cho mọi người. Liễu Thư vui vẻ đáp ứng thời điểm ăn cơm vẫn là ăn lương khô chính mình mang, thịt khô hoặc là thịt nướng vân vân, lần này còn có người mang theo trứng luộc, liễu thư cũng mang theo. Kỳ thực cô càng muốn mang trứng chiên, nhưng mà không có cái gì đựng, đựng trong gói to da thú mà nói, cô sợ cuối cùng khi lấy ra ăn là một đống cạn bã. Chờ lần sau mình làm ra cặp lồng cơm. Liễu thư lầm bầm lầu bầu nói, vừa nói vừa gặm một miếng thịt khô, còn chia cho A Duy Nhĩ một cái trứng luộc lột vỏ đập lồng cơm hộp đựng cơm cái này từ dễ hiểu a duy nhĩ nói đúng là cái loại vuông vuông này bên trong có mấy cái ô vuông nhỏ có thể để thịt nè rau nè lại nói ví dụ như cái ô vuông này để thịt khô một cái khác để rau xào gì đó sẽ không bị trộn lẫn cùng một chỗ hương vị hoàn hảo không giống đặt ở trong gói to gia thú tuy rằng dùng lá cây bao bọc nhưng cô cứ thấy có một cổ vị Nhìn bộ dạng Liễu Thư khoa tay múa chân, A Duy Nhĩ cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút hiểu biết, chuẩn bị sau khi trở về thì làm cho Liễu Thư một cái, hoặc là cũng làm cho mình trước. Đến lúc đó khi mình ra ngoài săn bắn còn có thể mang theo cơm Liễu Thư chuẩn bị cho mình. Nghĩ tới cái này, thì A Duy Nhĩ nở nụ cười. Ca Thi không quá hiểu biết mấy thứ này, nhưng ở trong mắt cô, ăn dùng gia thú là có thể, nhưng bình thường Liễu Thư muốn làm gì đó đều tốt thì cũng vội vàng nói, được, ngươi làm trước một cái thử xem, xong rồi nói. Đảo mắt nhìn Á Bì bởi vì cả buổi sáng hôm nay cô cũng chưa để ý đến hắn mà có vẻ yếu xìu. Ca Thi biểu môi giống như rất không cam lòng nói. Để cho Á Bì cũng làm một cái giúp mình. Được được được, anh nhất định làm cho em, làm thật đẹp. Á Bì lập tức đầy máu sống lại, tinh thần giống như có thể chiến một trận với sừng tê giác thú. Nông Nhi bưng thức ăn của mình mang theo, vốn muốn đi tìm A Duy Nhĩ mời hắn ăn chung, chỉ là mới đi qua, lại ngửi được hương vị nơi đó truyền đến. Liễu Thư mang không ít thứ, chẳng những có thịt khô còn trứng luộc, còn có một con cá nướng nữa. Nhìn nhìn lại thịt nướng của mình, thế nào cũng biết là không có bản lĩnh, miếng môi xoay người muốn chạy đi. Chinh Na vén tóc dài đi qua. Nhìn thấy Nông Nhi lại nhìn xem phương hướng Liễu Thư, khóe miệng nhếch lên, Nông Nhi, đừng uổng phí hơi sức, có thời gian còn không bằng tìm một thú nhân rất tốt. Hừ, ta mới không cần giống như cô. Nông Nhi thực coi thường Chinh Na, giống cái này lớn lên xinh đẹp, cái này rất tốt, nhưng mà luôn đùa giỡn xoay chuyển thú nhân bên cạnh thì cô không thích. Ngẫm lại anh trai ngốc của mình chính là một trong những thú nhân xoay quanh đó thì càng tức giận. Ngạn khuất vừa rồi cùng với lửa giận hiện tại liền góp lại, nói chuyện cũng không cân nhắc. Chinh Na, cô là giống cái không biết kiểm điểm, đừng có tìm anh trai ta nữa. Nô An không biết nông nhi thay đổi đội ngũ, cho nên trong lúc nhất thời không có chuyển cương vị, hôm nay chỉ có một mình nông nhi, cho nên lá gan của cô nàng cũng càng lớn. Sờ sờ sợi tóc trơn thuận của mình. Chinh Na một chút cũng không thèm để ý lời nông nhi nói, ngược lại coi thường cười cười nói, ta lại không để cho anh trai cô chuyển vây quanh ta, là tự hắn dính đi lên, lời này muốn nói cũng là nói với nô an của cô đi. Ai? Vỗ về hai má, Chinh Na có chút tự kỷ nói, ta trời sinh xinh đẹp, không có biện pháp, thú nhân chính là thích đuổi theo ta, không giống như cô. Xoay quanh vì thú nhân không thích cô, ta tốt xấu gì có cốt khí hơn cô. Cô. Nông Nhi chán nản, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu cô chán ghét Chinh Na, không có việc gì thì thích tổn thương cô có lẽ đây cũng không phải nhằm vào cô bởi vì cô ta đối với ai cũng không có sắc mặt hòa nhã nhưng cô ta chính là nhanh mồm nhanh miệng ai cũng nói không lại đây mới là phiền não nhất cứ theo cô nói là được nhưng mà ta cảnh cáo cô chinh na cô phải cẩn thận còn tiếp tục như vậy thì không tìm được bạn lữ tốt giống cái nếu muốn tìm bạn lữ thì rất dễ dàng nhưng mà ở ngoài miệng nông nhi thì muốn nhiều thêm vài câu đương nhiên cô cũng không biết mình nói một câu thật đúng làm cho chinh na thay đổi sắc mặt chinh na mặt nhăn mày nhíu còn muốn trả lời lại một cách mỉa mai nhưng mà dư quan khóe mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn đi tới thì lập tức nuốt lời nói trong miệng trở về lạnh lùng liếc mắt nhìn nông nhi một cái giống cái chưa có trưởng thành vẫn là một đứa nhỏ a à, duy nhĩ và liễu thư sắp khế ước cô không cách nào có được mong muốn nói xong khóe miệng ôm lấy tươi cười đắc ý xoay người rời khỏi để lại nông nhi tức giận đến dậm chân ngay tại chỗ. Sau khi ăn xong, tập thể mọi người đều đến bên dòng suối nhỏ gột rửa tay mặt, uống nước tiêu hóa thức ăn. Xã hội nơi đây nguy hiểm khắp nơi, cho dù là dòng suối nhỏ nhìn như vô hại cũng không thể buông tha, các thú nhân tra xét trước sau một phen, xác định không có sinh vật hung tàn nào mới để cho nhóm giống cái từng người qua đây uống nước. Ngay thời điểm liễu thư rửa tay, đang lần mò dưới đáy suối, ca thi xem thì hiếu kỳ, chợt hỏi ngươi đào móc cái gì đó a à, duy nhĩ vẫn chú ý liễu thư khụ khụ đương nhiên giống cái khác hắn cũng sẽ chiếu cố thấy thế thì đã đi tới liễu thư đừng dùng tay sờ soạn trong đáy nước sẽ có nguy hiểm trong đáy nước có rất nhiều giống loài nguy hại thứ này có lẽ cũng không có gì với thú nhân nhưng giống cái chạm vào cũng không được à liễu thư sửng sốt biết a à duy nhĩ đây là quan tâm mình cô cũng không phản bác hắn đang chuẩn bị lấy tay ra nhưng mà lại đụng tới một thứ gì đó nên dừng lại một chút cách đó không xa nông nhi nhìn tiết mục bên kia yêu đương ấm áp chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi biểu môi rửa tay rửa rửa thì oán hận đập mạnh vào mặt nước sau đó nhàm chán đặt mông ngồi dưới đất cầm tảng đá ném đi vào trong nước đầu cũng không thèm liếc nhìn tới hai người bên kia làm cho mình chịu khổ sở ào dùng sức móc thứ gì đó mình đụng phải từ trong nước đi ra một tiếng xôn xao, theo âm thanh bọt nước, thứ đó bị Liễu Thư vung thật mạnh ở trên bờ. Khiến cho mọi người chú ý, nhưng mà sau khi thấy rõ là thứ gì, lại đều rất thất vọng quay đầu lại, tự mình chơi tự mình đi. "Liễu Thư, sao ngươi vớt thứ này lên đây?" Ca Thi thấy rõ thứ Liễu Thư cố sức vớt đi lên, vẻ mặt không nói gì. Vừa rồi Liễu Thư nói mình đụng đến cái thú vị, cũng không cho A Duy Nhĩ động thủ hỗ trợ, nhưng nhìn thứ đồ chơi này thật đúng là không thể làm cho người ta nổi lên hứng thú. Mọi người biết con trai không? Liễu Thư còn tưởng rằng người trong bộ lạc không hiểu được đâu. Đúng vậy, cô vớt lên không phải thứ gì khác, chính là một con trai sông lớn. Tại toàn bộ thiên nhiên không bị ô nhiễm này, cuộc sống loại con trai rùa già và động vật trong giáp sát giống như càng thêm tự do tự tại. Thế là số lượng bọn chúng cũng không ít. Dọc theo đường đi cô nhìn thấy không ít rùa nhỏ, nghĩ tới ý tưởng mang về hầm canh, nhưng mà nhớ tới mình không đủ đồ gia vị, làm ra được cũng ăn không ngon được chỗ nào, hay là, đều là một ít rùa con, ăn không được cái gì. Nếu có con lớn, thì cô mang về nuôi, mùa đông còn có thể làm lương thực dự trữ. Con trai bị liễu thư vớt lên rất lớn. Lớn hơn vài lần so với cô gặp qua trước kia, cũng có thể để được trong cái chậu nhỏ. Một con lớn như vậy vẫn là lần đầu cô tiên gặp được, vốn tưởng rằng các thú nhân là không biết, thì ra vẫn là mình thiển cận quê mùa, có chút thẹn thùng. Biết chứ? Ca Thi đương nhiên, đây là con trai đi, chúng ta biết được, nó lớn ở trong nước, trong sông bên ngoài bộ lạc đều có. Nhưng mà phải cẩn thận, con trai vẫn rất là hung. Thời điểm nó mở ra miệng phun bông nóng trăm ngàn lần đừng đi chạm vào nó, nếu không cẩn thận nắm tay chân vói vào miệng nó, sẽ bị kẹp lấy, chỉ cần bị kẹp một cái là nó cắn chết cũng không nhả, đau chết ngươi. Nghe Ca thi nói làm như có thật, Liễu Thư quả là muốn cười, vì thế liền hỏi, ngươi từng bị kẹp qua hả? Không nghĩ tới cô nói lời này lại làm cho mặt A Duy Nhĩ đỏ lên. Liễu Thư ngạc nhiên, đen mặt nói, chẳng lẽ là A Duy Nhĩ? Ha ha ha. Ca thi cười to, không sai không sai, thời điểm A Duy Nhĩ còn chưa có trưởng thành. Khi đó thường chơi chung cùng với bọn ngải đạt. Có lần xuống dưới nước tắm rửa, thời điểm trở lên thì trên người hắn đã bị một con ngọc trai bám theo ở đây, kẹp ngay lỗ tai nè. Ngươi không thấy được tình cảnh lúc đó. Buồn cười muốn chết, ha ha ha, không được, ngươi không nói thì mình cũng đã quên, hiện tại nhớ tới còn muốn cười đây. Ca thi khoa trương ôm bụng ngồi cười, Liễu thư không nhịn được, bị cô nàng lây nhiễm khóe miệng cũng cong lên a duy nhĩ bị cười mặt đỏ tai thẹn đây cũng là chuyện xấu thời thơ ấu nhưng mà nếu nói cho liễu thư nghe thì hắn không có ý kiến nhưng không đến mức thoải mái thư sướng cười ở trước công chúng như vậy đi kẹp lỗ tai thì như thế nào nói chung còn tốt hơn á bì ít nhất ta không bị kẹp ở trên bụng còn kém chút liếc mắt nhìn liễu thư một cái a duy nhĩ hợp thời dừng đề tài lại nhưng ca thi bị phản tổn hại vẫn còn đang cứng ngắc làm sao cô đã quên con hàng á bì này nhỉ? Lúc trước hắn đúng là càng thê thảm. Thiếu chút nữa bị kẹo đến tiểu kìa, ngẫm lại độ mạnh yếu răng miệng của con trai đó, cho dù là á bì ngẫm lại, quả thật là may mắn. Có thể hiểu là thế giới đang nói là Di Di là người nhỏ của anh chàng nhé. Liễu Thư cũng không phải là hài tử ngoan thuần khiết, làm người địa cầu, đối với tình ái hài hòa gì đó thì vẫn tương đối hiểu biết. Hơn nữa A à, Duy Nhĩ này tự cho là cái gì cũng chưa nói. Kỳ thực hoàn toàn nói hết rồi. Cô buồn bực nghẹn cười, để cho mình phải bình tĩnh bình tĩnh rồi mới lộ ra biểu tình bình thường. Cô cảm thấy hiện tại mình mà cười ra nhất định sẽ bị ca thi nhớ thương, vẫn là bỏ đi. Tuy rằng lực độ con trai cắn lại rất mạnh, làm cho người ta không cẩn thận sẽ bị thiệt thòi lớn, nhưng mà là thứ tốt đó. Vương tay gõ gõ vỏ ngoài con trai đóng chặt thật kín liễu thư cười nói phá vỡ vỏ con trai thịt của nó rất dinh dưỡng ăn thực sự ngon vô cùng tươi mới nữa còn có chính là trước kia cũng có nghe nói bên trong con trai có hạt ngọc trai không biết bên trong này có hay không tuy rằng cho dù là có ngọc trai ở trong này nói ra thì một viên ngọc trai có đôi khi còn thua một miếng thịt nhưng làm người sinh sống ở tầng dưới chót của địa cầu từ nhỏ đến lớn quan niệm vẫn là không có cách nào khác thay đổi nhiệt tình đối với vài thứ trời sinh. Không có biện pháp, lại nói đụng đến con trai này, cái thứ nhất liền nghĩ đến chính là ngọc trai, cái thứ hai chính là ăn, quả nhiên tục nhân đều không thể thay đổi phần cứng. Con trai này còn có thể ăn hả, ăn thế nào? Ca Thi rất hiếu kỳ, người nói phá vỡ. Thứ này cũng khó phá vỡ rồi. Lúc ấy bọn họ vẫn không có biện pháp trực tiếp đập vỡ, một móng vuốt thú nhân đi xuống cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào đập thịt bên trong đều đập nát bương cho nên ở đây không ai ăn qua thịt con trai mình ăn rồi rất đơn giản tẩy sạch sau đó xào ăn hầm canh uống đều có thể rút ra dao găm bản thân ở bên hông liễu thư giải thích nói sau khi trở về mình làm cho ngươi nếm thử nhưng mà hiện tại chúng ta đến xem bên trong có cái gì kinh hỷ không con trai sông người không biết thì nói không dễ làm kỳ thực lấy lưỡi dao sắc bén dùng sức cậy mở ở miệng trai, kỳ thực là rất dễ dàng. Ở dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng của A Duy Nhĩ và Ca Thi, Liễu Thư dùng dao găm dọc theo khe hở miệng trai cắt vào trong. Chờ cố định rồi, một tay đè lại vỏ con trai, một tay nắm chui đao, dùng sức một cái, ở dưới một tiếng thét kinh hãi. Cứ như vậy mở vỏ trai ra. Qua qua, thật sự mở ra, rất dễ dàng, mình cũng muốn chơi, mình cũng muốn giống như phát hiện được đại lục mới ca thi giống như một đứa bé la to lên còn la hết mình cũng muốn chơi động tĩnh lớn như vậy sớm dẫn những người khác tới đây vốn trông thấy liễu thư vất một con trai cũng không để ý chỉ cần không cắm người là được cũng không nghĩ tới thế nhưng cô cứ như vậy mà cậy mở được võ trai làm cho người ta ngạc nhiên cũng liền lục tục vây quanh lại xem chơi đùa thấy ca thi hấp dẫn một số lớn người tới liễu thư tràn đầy bất đắc dĩ đành phải giải thích với vu y dẫn đầu đi tới, con chỉ là muốn nhìn một chút trong con trai có ngọc trai hay không, không có gì khác. À, đúng rồi. vu y, thịt con trai có thể ăn, chỉ là lúc làm thì hơi chút phiền toái, nhưng nếu ăn mà nói, thời điểm tẩy rửa dùng muối trà sát, như vậy sẽ càng sạch sẽ. Dù sao chúng nó sinh hoạt ở đáy nước, rất nhiều các bùn. Liễu thư chủ yếu là thấy giống cái đều ở đây, nói ra bản thân biết mà thôi, giống cái có lòng sẽ ghi nhớ kỹ, các thú nhân có thể từ nhỏ đến lớn chỉ ăn thịt nướng. Hứng thú đối với đồ ăn mới kỳ thực là rất lớn. Liễu Thư, ngọc trai là cái gì? Lâu Na ngồi lại đây hỏi, vừa rồi cô cũng nghe từ như thế làm cho cô tò mò, có thể để cho Liễu Thư đều muốn tìm, nhất định là thứ tốt. Lần trước trò khôi hài tam giác ở trước cửa nhà, tuy rằng cuối cùng đạt nhĩ mang Lâu Na đi mà chấm dứt, nhưng mà hiện tại nhìn thấy lâu na và đạt nhĩ vẫn thân thiết gắn bó hơn nữa có càng thêm tình huống sâu sắc liễu thư vẫn không tự chủ được co rút khóe miệng quả thực thế giới các thú nhân là không thể nói lý con trai đã mở ra lộ ra thịt trai bên trong còn mang mấp máy nhưng mà cũng không đáng sợ liễu thư cười cười với lâu na là thứ rất đẹp mắt nói xong thì vương tây muốn đi tìm ngọc trai bên trong thịt chỉ là vừa duỗi tay ra lại bị a duy nhĩ bắt được Hắn rất không đồng ý, để ta. Không cần, ta phá hủy vỏ rồi, sẽ không khép lại nữa. Liễu thư muốn tự mình tìm, cô Trấn An A Duy nhỉ một chút, dễ dàng kéo tay ra, cũng không ghét bỏ mùi tanh mà mò mẫn trong thịt trai. Có lẽ là liễu thư vận khí thật sự rất tốt, cũng hoặc là bộ dạng con trai nơi này tốt, cho nên mới vừa mò vào không lâu, một viên ngọc trai lớn đã bị cô mò ra được. Nhìn hạt ngọc trai mượt mà trên tay ánh mắt liễu thư đều là yêu thích tán thưởng màu ánh sáng ôn nhuận tinh tế hình thái tự nhiên tuyệt đẹp đúng là ôn nhu mỹ lệ hồn nhiên thiên thành là chỗ mê người nhất của ngọc trai đều nói là châu tròn ngọc sáng hạt trên tay liễu thư làm được bốn chữ này cảm nhận trơn bóng làm cho cô nhịn không được vuốt ve vài cái mới chậm rãi dời ánh mắt nhìn về phía những người khác đối với các thú nhân lần đầu tiên nhìn thấy ngọc trai mà nói cũng không có biểu hiện như liễu thư nhưng mà kỳ thực cũng không ít sợ hãi thang. Ngọc Trai là đẹp, như Mỹ nhân phương đông quyển chuyển hàm xúc, có sức quyến rũ không thể chống cự, ngay cả là các thú nhân không hiểu được nó cũng yêu thích. Thật đẹp. Lâu Na nói tự đáy lòng. Thì ra đây là Ngọc Trai. Vu Y nói, sau đó nở nụ cười, ta từng biết được từ trong ghi chép của Vu Y trước ở bộ lạc, đại lục thú nhân có rất nhiều chủng tộc thú nhân, kỳ thực ở nơi rất đông có một vùng biển lớn bát ngát hải tộc ở trong biển bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn thú hóa mà là nửa người dưới là thú hình đuôi cá ở chỗ hải tộc có rất nhiều vật phẩm trên đất bằng vốn không có ngọc trai này cũng vậy không nghĩ tới trong con trai này cũng sẽ có nhưng mà nghe nói ngọc trai của hải tộc lớn như cái đấu hẳn là vẫn có khác nhau hải tộc đuôi cá nửa người đó không phải là mỹ nhân ngư sao? Liễu thư chỉ biết là nơi này là đại lục thú nhân, vốn còn tưởng rằng toàn bộ tinh cầu chính là một khối lục địa hoàn chỉnh, mà dân bản xứ nơi này lại còn là các chủng tộc thú nhân và giả thú, không nghĩ tới sẽ có biển. Biển bao la, trong biển còn có hải tộc thần kỳ, mỹ nhân ngư, thì ra thế giới này còn phong phú hơn mình tưởng tượng ra. Một viên ngọc trai dẫn phát ra nhiều như vậy, nhưng mà ngọc trai mỹ lệ thật sự là làm cho người ta yêu thích, nhất là sau khi nghe Vu Y nói chuyện, người có lòng suy nghĩ cũng đã bắt đầu vói tay vào trong suối nước mò bắt trai sông. Rất ít, hoặc là chưa từng có thú nhân đến mò con trai, ở đây thứ này còn nhiều mà, không bao lâu thì đã có không ít người mò lên được. Nhưng mò lên lại không biết làm thế nào mở ra. Liễu Thư, em thích thì ta lại đi mò một ít cho em được không? A à, Duy Nhĩ hỏi, trên tay cũng đã bắt đầu động tác, Liễu Thư cười gật đầu, ta chỉ là chơi đùa, anh mò hai con là được rồi. A à, Duy nhỉ nghe, nhưng mà thời điểm đi lên lại mang đi ra ba bốn con, Liễu Thư lắc đầu bật cười, nhìn xem những con đó đều rất lớn. Muốn mang về xử lý lại quá nặng, chỉ ba hai cái thì cậy mở một đám, thịt thì chứa đựng mang về, vỏ thì ném đi. Liễu Thư cho mình mượn đao, mình làm không ra. Ca Thi ôm một con trai, cậy không ra lo lắng không thôi thấy liễu thư thoải mái thì lập tức nở nụ cười vội mượn của cô thế này mới chú ý tới những người khác đều là dạng đương nhiên các thú nhân có thể dễ dàng cậy mở nhưng mà nếu cứng rắn đập đi thịt và ngọc trai bên trong cũng không còn cái này không được cho nên thú nhân vốn bạo lực không có tác dụng thấy mọi người đều là bộ dạng trong mong ngóng nhìn liễu thư nghĩ nghĩ nói mọi người trước hết cậy mở những con đã mò lên đi, để thịt và ngọc trai bên trong lại, không cần mò thêm nữa. Trong bộ lạc cũng có, nhiều quá thì không đủ đồ mang về hết. Như vậy nói như thế nào cũng là giả ngoại, không thể không kiên nể gì ngồi đây cậy ngọc trai. Vu y gật gật đầu, trong lòng vừa ý, cũng nói, cứ làm như vậy đi, các thú nhân khí lực lớn, để cho bọn họ lấy đao cậy mở cho mọi người, mọi người thu thập cũng nhanh chút dạ cảm ơn vui y nhóm giống cái cao hứng phấn chấn trăm miệng một lời ca thi thì đưa dao găm của liễu thư cho á bì để cho hắn đến cậy thú nhân khí lực tốc độ đều là đạt tiêu chuẩn á bì đã sớm nhìn liễu thư nên biết cậy thế nào tự mình bắt đầu tốc độ rất nhanh chỉ hai ba cái thì đã làm xong phần của ca thi sau đó bả đao vừa chuyển đưa cho thú nhân khác nơi này không ít giống cái độc thân thú nhân độc thân thì càng nhiều mình cũng có hạnh phúc rồi, cũng phải suy nghĩ một chút cho nhóm đồng bạn, nhất là chuyện lộ mặt như vậy. Con trai sông lớn đầu tiên, Liễu Thư trừ bỏ đụng đến một viên ngọc trai, cũng không có dừng tay lại, mà còn tiếp tục sờ soạn nữa. Cô từng nghe nói trong một con trai ít nhất có thể có 30 hạt ngọc trai đó, cũng không biết là thật hay giả. Dù sao trước tìm rồi nói sao. Mà sự thật chứng minh cái này xác thực rất có độ tin cậy, Tuy rằng không có tìm được 30 viên, nhưng lục tục lại mò ra hơn 11 20 viên, nhưng mà chúng nó lớn nhỏ không đồng nhất. Cộng thêm viên tìm được ngay từ đầu, tổng cộng có năm sáu viên lớn giống nhau như đúc, bộ dạng còn là châu tròn ngọc sáng, sắc màu sáng ngời, trông rất đẹp mắt. Mà còn thừa lại đều là nhỏ, nếu không thì nhỏ đi rất nhiều, nhưng những viên nhỏ đó tuy rằng lớn lên cũng không tốt lắm nhưng chất lượng tuyệt đối tốt hơn vài lần so với ngọc trai thiên nhiên trước kia cô đã từng thấy kế tiếp cô lại bắt đầu mò mấy con trai đã mở ra khác nhưng mà vận khí cũng không tốt lắm đương nhiên cũng mò được cũng không nhiều giống như con đầu tiên cũng ít ngọc trai vừa lớn lại tốt nhưng mà liễu thư đã rất vừa lòng tất cả đều tích góp từng tí một rửa sạch bỏ vào trong ba lô nhỏ của cô trong lòng vui vẻ ngây ngất phát tài rồi Tuy rằng mấy thứ này không dùng thể làm tiền ở đây, nhiều như vậy, giữ lại nhìn cũng tốt, cô vừa an ủi lại trấn định mình lại, mới đi ra từ trong tâm tình buồn bực. Nhìn nhìn lại những người khác, bởi vì thú nhân mở ra vỏ ngọc trai, các cô mò cũng mau, từ từ thì cũng có người cất tiếng hoặc kinh hỉ hoặc cười to hoang hô, xem ra chỉ cần là nữ nhân cho dù là ở đâu cũng không ngăn được dụ hoặc với châu báu. Đợi mọi người đều thu hết ngọc trai, thịt trai cũng rửa xong cất vào trong sọt, thời gian đã qua thật lâu. Nhìn xem phương hướng Thái Dương. Chú Công Hinh dẫn đầu hạ lệnh tiếp tục đi, hơn nữa tốc độ sau đó phải nhanh hơn. Cái này đối với các thú nhân thì không có gì, nhưng chỉ khổ nhóm giống cái, các cô ấy vừa mới có được thu hoạch mới trong lòng có chút mệt lười, nhưng mà chú dẫn đầu mệnh lệnh các cô không dám cãi lời. Huống chi vui đang ở đây, chỉ có thể khẽ cắn môi di chuyển hai chân chua xót đau đớn đi tới trên đường nhưng tay đụng đến ngọc trai tròn căng ít nhất có ý tứ an ủi mình quyết định sau khi trở về thì mình làm một lỗ nhỏ những hạt ngọc trai này dùng da thú sâu chuỗi như vậy mang ở trên cổ nhất định rất đẹp ngẫm lại thì cảm thấy đẹp kathy bưng mặt cười thấy răng không thấy mắt liễu thư cũng không muốn đã kích tích cực của cô nàng lại nói vòng cổ ngọc trai xác thực không tệ chỉ là đáng tiếc chúng ta không có dây nhỏ da thú sâu thì khó coi da thú có cứng cỏi thế nào cũng không thể làm sợi cho dù cẩn thận cắt thành mảnh khảnh cũng rất thô to như vậy phải làm ngọc trai ra cái lỗ lớn cỡ nào mới có thể chứ sau khi ngẫm lại chỉ cảm thấy ca thi gánh nặng đường xa ca thi cũng nghĩ tới trong lòng liền uể oải đúng vậy ngọc trai và tảng đá không thể so sánh đi trong bộ lạc thú nhân và giống cái đều có thói quen tìm một ít tảng đá xinh đẹp, sau đó dùng da thú vặn thành sợi, xuyên qua tảng đá rồi mang trên cổ. Trên cổ ca thi A lịch, Ô -Mang, A duy nhĩ đều có, bởi vì liễu thư không thói quen nên không làm, nhưng từ bé đến lớn cô vẫn theo khối ngọc. Ca thi còn từng hỏi qua tảng đá này tìm ở đâu, ngọc cũng thuộc loại tảng đá, nói vậy cũng không sai nhỉ. Trở về lại nghĩ đi. Liễu thư cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Trải qua mùa đông vừa rồi, cô mới biết được cuộc sống ở đây gian khổ cỡ nào. Mặc dù gia thú tốt, khuyết điểm cũng nhiều, cô thật sự muốn chỉ gai bông vải làm thành quần áo. Mà đồ cô mặc trên người cũng đã rất cũ. Cũng may là cô quý trọng, mới chưa thủng rách, muốn làm dây thường giống như chỉ, khó ơi là khó. Lại thu thập, bởi vì có rất nhiều thịt trai, cũng coi như thu hoạch gặt hái, cuối cùng mặc dù thời điểm kết thúc vô cùng vừa lòng, cũng không tệ vu y và chú công hinh dẫn đầu đều không ý kiến gì liền bắt đầu đi trở về hôm nay tìm được hạt tiêu rồi xem như liễu thư cao hứng nhất mà đây mới là bắt đầu hình như hôm nay là ngày may mắn của cô trên đường trở về thế nhưng lục tục tìm được hành hương và tỏi quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn lúc này cô đắc ý ôm hai loại này rồi cười ngây ngô a à, duy nhỉ nhìn mà buồn cười không thôi yên lặng lấy đồ nhiều hơn cho cô một chút đồng thời nhớ kỹ bộ dạng hành tỏi, quyết định về sau thời điểm ra ngoài săn bắn chú ý nhiều hơn. Đến lúc đó mang về để làm cho cô càng cao hứng vui vẻ. Hắn thực thích nhìn cô cười, cô vui vẻ, hắn liền thỏa mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là không có tìm được gừng, đối với cái này, Vu Y cũng rất buồn bực, năm ngoái ta đúng thật là tìm được ở đây, không nghĩ tới hiện tại lại không có. Vốn định tìm được chỗ có gừng thì sẽ tìm một chút nhưng mà làm sao lại một chút dấu hiệu cũng không có con nghĩ hẳn là bị con gì đó ăn rồi không có gừng cũng không nóng vội gia vị khác có thể tìm được đã làm cho cô rất thỏa mãn thời gian nhiều như vậy không vội bởi vì thu thập ngọc trai thời gian chậm trễ hơn chút thời gian lúc về bộ lạc chậm hơn so với dự tính theo thường lệ các tộc trưởng ở trong bộ lạc chờ bọn họ thấy bọn họ bình an trở về tất cả đều thở một hơi có lẽ nhìn thấy bọn họ trở về trễ đều rất lo lắng phập phồng hôm nay thu hoạch không tệ khi người ở lại bộ lạc nhìn thấy nhiều thịt trai như vậy thời điểm lại trông thấy ngọc trai nho nhỏ mượt mà đáng yêu các thú nhân suy nghĩ về sau săn bắn trở về tắm rửa còn có thể không có việc gì thì mò hai con trở về thêm đồ ăn còn ánh mắt giống cái đã thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọc trai không rời có người quen thân thì giữ chặt muốn nhìn hỏi thăm làm thế nào có được lần này là hai người liễu thư và a duy nhĩ trở về luôn đi tới cọ cơm các thú nhân cũng là biết ngượng ngùng đây là hiếm khi hai người đơn độc ở cùng nhau liễu thư em nói sẽ làm lẩu cho ta a duy nhĩ vẫn nhớ kỹ đây cũng không phải hắn muốn ăn nhiều chỉ là nghĩ đến đây là liễu thư muốn làm cho hắn thì lòng ngứa ngáy không thôi nói chuyện đương nhiên là giữ lời nhưng mà anh bắt cá chưa liếc nhìn thú nhân liễu thư nói Bắt cá, tự nhiên là chưa có bắt, nhưng hiện tại cũng không phải là không thể được. A Duy Nhĩ bỏ xuống một câu ta đi rồi về nháy mắt bỏ chạy khỏi sơn động. Vừa ra đi thì mở rộng hai cánh, vỗ cánh muốn bay. Trong sơn động, Liễu Thư ngạc nhiên, tốc độ này. Đối với hành vi của A Duy Nhĩ cô có chút cạn lời, ăn một nồi lẩu mà thôi, còn hưng phấn thành như vậy sao? Cô ấm trong lòng áp, khóe miệng mang theo ý cười bắt đầu động thủ chuẩn bị vật liệu nấu lẩu ăn lẩu tự nhiên là nước lẩu quan trọng nhất ngày hôm qua liễu thư đã đặc biệt để lại mấy cục xương lớn hảo hạng vì làm nước canh lẩu cái này hôm qua đã hầm trước lúc ấy ca thi còn muốn uống nữa nhưng mà chỉ hầm một lần là không được hiện tại vừa vặn nhóm lửa tiếp tục hầm cả ngày ăn mấy thứ như thịt nướng tuy rằng gần đây có điều thay đổi nhưng đều là canh sung nước ngọt miệng đều là vô vị nhạt nhẽo. Hiện tại rốt cục để cho cô tìm được hoa tiêu và hạt tiêu, Liễu thư chết ngập trong hạnh phúc, rốt cục có thể ăn được chút thứ có tính kích thích, nổi mụn gì đó, đều là mây bay, người lấy ăn làm trời, mới là vương đạo. Mắt thấy xương cốt trong nồi canh cũng hầm thành màu trắng sữa. Xương cốt cũng hầm mềm, Liễu thư bỏ muối vào, nếm một chút, hương vị rất ngon, làm cho cô nhịn không được lại uống vào hai ngụm. Canh xương tốt trước kia cô nấu canh đều là canh thịt đã quên mất xương cốt thật là đáng tiếc cho dù a duy nhĩ có cường tráng cũng phải bồi bổ cô âm thầm quyết định trong lòng về sau phải hầm canh xương nhiều hơn cho a duy nhĩ uống để nhỏ lửa canh trong nồi được rót vào một cái chậu to đã sớm chuẩn bị xong kế tiếp chỉ còn lại chính là đồ gia vị gừng còn thừa một chút từ mùa đông khô cằn cũng không có tác dụng gieo trồng trực tiếp rửa sạch cắt lát tiếp theo chính là hành tỏi cũng để lại đủ mầm móng, cái khác thì để ăn hàng ngày, còn có hạt tiêu hoa tiêu, đều bị liễu thư băm nhuyễn phân biệt để một bên. Nước lẩu là không được trực tiếp nấu đồ gia vị, nhất định phải xào một chút mới thơm, mới đủ vị, đáng tiếc duy nhất là không có tương, cô muốn ăn lão can, chắc là một nhãn hiệu tương, tài. Cô cảm thán thở dài, hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn gom góp, chuyện về sau thì về sau nói, nói không chừng sẽ để cho cô chơi đùa ra tương đấy thuần thục xào xong gia vị cô vừa cẩn thận đổ nồi canh xương lớn vào cứ như vậy chậm rãi đun nóng mùi thơm tỏa ra làm người ta thèm nhỏ dãi. cô rất hối hận không kêu mấy người ca thi ăn cơm đây chính là nồi lẩu đầu tiên đó tuy rằng không quá hoàn mỹ ngẫm lại vẻ mặt tham ăn của ca thi iwa thì đã muốn cười cười cái gì đó a à, duy nhĩ cất bước lớn tiến vào trên tay mang theo mấy con cá lớn đều được xử lý sạch sẽ trách không được lâu như vậy mới trở về. Vì A Duy Nhĩ săn sóc, Liễu Thư lại mềm lòng không thôi. Thơm quá. Vừa tiến vào đã ngửi được hương vị, cái mũi A Duy Nhĩ rất thính, hương vị này hắn chưa bao giờ ngửi qua, hẳn là do Liễu Thư làm cái gì ăn ngon rồi, đột nhiên cảm giác đặc biệt rất muốn nếm thử, là cái gì? Em lại làm ăn ngon. Liễu Thư bật cười, vì sao anh lại giống như Cathy Iwa rồi, là ăn ngon, chính là lẩu anh muốn ăn không phải em nói lẩu cá sao a duy nhĩ chớp mắt khó hiểu nhìn liễu thư ý tứ đó như là nói cá của ta mới bắt trở về em làm như thế nào lúc này ta mới làm một nửa thôi vẫn chờ cá của anh đột nhiên cảm thấy bộ dạng a duy nhĩ rất khả ái cô không nhịn được mà xoa bóp mặt của hắn thú nhân rất cao dẫn tới liễu thư còn phải nhón chân niết xong còn nói thực cố sức A duy nhĩ bị nhéo mà mặt đỏ tim đập, ta, ta, lần sau ta ngồi thấp xuống. Hì hì liễu thư phun cười, vỗ cánh tay A duy nhĩ, không có biện pháp, rất cao, chụp không đến bả vai, được được, nhớ rõ nha. Ừ ừ. Mặc kệ liễu thư cười thế nào, A duy nhĩ chỉ cảm thấy mình càng ngày càng vui vẻ, cuộc sống cũng càng có tinh thần, hết thảy đều là người trước mắt mang đến cho hắn. Phần 8 Mời các bạn đón nghe phần 9 Các bạn đang nghe truyện Tại kênh youtube Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký Thích và chia sẻ Để giúp chúng mình Có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Chúc các bạn Có một ngày thật vui vẻ